Chí tôn chiến thần. Giang sách. Tập 75. Tương huân hình tượng khí chất cùng giang sách trong tưởng tượng vẫn thật là không sai biệt lắm, trên một bức thế kỷ Trung Âu quý tộc dáng dấp, giống như là điện ảnh và truyền hình kịch bên trong, ở tại cổ bảo vampire giống nhau. Sắc mặt kia, bạch cũng làm cho người cảm thấy khủng bố. Cái này một vị, chính là tuân thủ nghiêm ngặt nhà gia chủ, Tương huân tiên sinh. Lô Văn Diệu giới thiệu. Giang sách cùng đôi ngư lập tức đứng lên, biểu thị tôn kính. Tương huân thái độ vô cùng thanh cao, hoặc giả nói là khinh miệt, ngay cả cơ bản nhất lễ nghi cũng không có. Căn bản cũng không có đi tới cùng giang sách nắm chặt tay gì gì đó, trực tiếp đi tới bàn dài đỉnh đầu ngồi xuống, mắt lạnh nhìn giang sách. Người đàn ông này, thật sự là quá không đem người khác để ở trong mắt. Kỳ thực cũng không kỳ quái, lấy tương huân thân phận địa vị, coi như là lão thiên tôn tới, hắn sẽ không để ở trong mắt. Làm toàn bộ Yến Thành duy nhất có thể cùng Long Mạch đối thoại người, tương huân địa vị tương đương cao thượng. Hắn nhìn giang sách, cứ như vậy nhìn, không nói câu nào. Nếu như là người bình thường, không phải là bị xem mao, chính là bị nhìn không biết làm sao, tay chân run, nhưng giang sách không có, hắn bị nhìn như vậy rất cao có 5 min, lại như là người không có sao giống nhau. Bình tĩnh tự nhiên uống trà. Sốt cục, tương huân lên tiếng. Hắn nói rằng, thực tiệm thuốc giang lão bản, căn cứ lư tiên sinh thuyết pháp, ngươi làm cơm nước, có thể cho ta na được bệnh kén ăn trứng khuê nữ nuốt trôi đi. Giang sách hồi đáp, điểm này, tin tưởng tưởng tiểu thư mình cũng có thể nói rõ. Tương huân gật đầu, quả thực, theo như vân nàng cũng nói với ta, không biết vì sao, ngươi làm cơm nước rõ ràng nhìn qua rất phổ thông, nhưng chính là để cho nàng cảm thấy ăn ngon. Giang lão bản. Ngươi có thể nói rõ với ta một chút không? Giang sách nói rằng, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, kỳ thực đơn giản chính là hai chữ thích hợp. Thích hợp, chỉ giáo cho. Ta làm cơm nước, quả thực rất bình thường, so ra kém này năm sao đại trù. Thế nhưng, ta theo người khác bất đồng chính là, ta sẽ căn cứ khách nhân tính cách, thể chất, yêu thích tiến hành chuyên môn định chế, làm ra thích hợp nhất khách nhân cơm nước. Chính là bởi vì như vậy. Khách nhân mới có thể cảm thấy ăn ngon. Mà này năm sao đại trù, bọn họ là không còn cách nào làm được điểm này, cơm nước của bọn họ, mãi mãi cũng chỉ là bọn hắn cho rằng tốt nhất mùi vị, lại không để mắt đến khách nhân đặc biệt tính. Tương huân nói rằng, người lời nói này, nghe rất có đạo lý, nhưng thật có thể làm được sao? Đối với một người xa lạ, người thật có thể căn cứ thể chất của bọn họ, yêu thích, làm ra bọn họ thích ăn cơm nước. Có thể. Giang sách trả lời như đinh chém sắt nói. Không phải ta không tin, mà là chuyện này nghe không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được. Tương huân còn nói thêm, Giang lão bản, nếu như ngươi có thể tại chỗ làm được điểm này. Để cho ta tin tưởng nói, như vậy ta sẽ tán thành ngươi, để cho ngươi mỗi ngày vội tới theo như vân làm cơm. Nguyện ý thử một lần, Giang sách nói rằng. Lập tức, tương huân vỗ tay một cái. Lập tức liền có 4 gã ăn mặc đầu bếp quần áo nam tử đi ra. Tương huân giới thiệu, 4 vị này, là ta bỏ ra nhiều tiền cam kết tới đỉnh cấp đại trù. Trên đời này món ăn quý và lạ mỹ vị, sẽ không có bọn họ chưa ăn qua, nếu như ngươi có thể làm ra để cho bọn họ 4 vị đều hài lòng đồ ăn, ta đây liền thực sự phục ngươi. Dừng một chút, tương huân tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn muốn cho giang lão bản ngươi tăng một chút khó khăn. Ngươi chỉ có thể làm một món ăn, phải đồng thời thỏa mãn 4 người bọn họ khẩu vị. Ta cũng không gạt ngươi, 4 người bọn họ khẩu vị một trời một vực. Một cái thích ăn chua xót, một cái thích ăn cay, một cái thích ăn ngọt, một cái thích ăn khổ, giang lão bản, ngươi có thể hoàn thành khiêu chiến này sao? Cái này, nhất định chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cần một món ăn đồng thời thỏa mãn 4 cái khẩu vị hoàn toàn bất đồng người. Nhưng lại không phải người bình thường, là ăn quán món ăn quý và lạ mỹ vị siêu cấp lớn chủ. Thật sự có người có thể làm được. Sợ không phải Đại La Kim Tiên mới có thể làm đến a. Quá khó khăn. Lô Văn Diệu đứng ở một bên cau mày, biểu thị phi thường xấu hổ, giang sách là hắn mời tới, vốn tưởng rằng qua đây có thể cho tương theo như vân làm cơm, ai biết qua đây sau đó lại bị làm khó dễ như vậy. Cảm giác. Giống như là muốn cố ý đem giang sách cho đánh đuổi giống nhau. Thích hợp sao? Lô Văn Diệu kỳ thực trong đầu rất tức giận. Bất quá,
hắn là Tương Huân trưởng bối, nhìn Tương Huân lớn lên, đối với Tương Huân tính khí bản tính hiểu rõ vô cùng, biết Tương Huân chưa bao giờ biết làm chuyện không có ý nghĩa, lại không biết bị tâm tình tả hữu. Tương Huân làm khó dễ như vậy Giang Sách, nhất định có tác dụng ý. Lô Văn Diệu lo lắng chính là, Giang Sách có thể hay không dở tính trẻ con, trực tiếp bỏ gánh không làm, xoay người rời đi. Làm hắn không có nghĩ tới là, Giang Sách hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Nếu không như vậy, còn trong lòng đã có dự tính nói bốn chữ. Chuyện nào có đáng gì? Lô Văn Diệu đều ngây người, chuyện nào có đáng gì? Như thế vẫn chưa đủ khó sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Lô Văn Diệu mình là căn bản không có bản lãnh này, đồng nhất nói đồ ăn, làm cho bốn gã khẩu vị lẫn nhau không giống nhau đỉnh cấp đại trụ đều cảm thấy ăn ngon. Giết Lô Văn Diệu đều làm không được đến. Trong lúc nhất thời, Lô Văn Diệu cũng tò mò, Giang Sách rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm được điểm này. Tương Huân cũng tới tinh thần. Hắn lần đầu tiên lộ ra nụ cười, nói rằng, Giang lão bản quả nhiên là rồng phượng trong loài người, như vậy, xin mời Giang lão bản bộc lộ tài năng a. Giang Sách nói rằng, ở chính thức nấu ăn trước, ta cần đối với tứ danh đại chủ tiến hành một phen chẩn đoán bệnh, bởi vì ta làm đồ ăn, cần căn cứ khách nhân thể chất tiến hành định chế, ta phải trước giờ biết trạng huống thân thể của bọn hắn là dạng gì. Tương Huân gật đầu, không thành vấn đề, người chẩn đoán bệnh a. Kết quả là, Giang Sách liền đối với tứ danh đại chủ từng cái chẩn đoán bệnh, ở ngắn ngủi 10 min bên trong, liền đối với tứ danh đại chủ tình trạng cơ thể có phi thường cặn kẽ lý giải. Kế tiếp, chính là nấu ăn thời gian. Nói thật ra, Giang Sách tài nấu ăn rất bình thường, cũng chính là một gia đình nấu phu trình độ, tại người bình thường ở giữa có thể tính là không sai, trong nhà đến cái khách nhân, cũng là có thể đem ra được. Nhưng cùng này đỉnh cấp đại chủ so sánh với, còn kém không phải một điểm nửa điểm. Vô luận là kỹ thuật sắt rau, vẫn là hỏa hậu, hay hoặc giả là đối với nguyên liệu nấu ăn chọn, nắm chặt, ở đại chủ trong mắt. Đều chỉ là một cái đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Ngay cả hài lòng cũng không tính, thì càng không muốn nói ưu tú. Cứ như vậy, Giang Sách rất nhiều đỉnh cấp đại chủ trước mặt, dùng gia đình hắn nấu phu trình độ hoàn thành một đạo cực kỳ thông thường đồ ăn chua xót thái ngư. Người người đều là chua xót thái ngư, vừa chua xót lại đồ ăn lại dư thừa. Tới, hoan nghênh thưởng thức. Giang Sách nói hai câu lời nói dí dỏm, đem na co lại chua xót thái ngư cho bày ở trên bàn, sau đó đem bốn chén cơm, bốn đôi đũa, bốn chén trà đều chuẩn bị xong. Mọi người thấy na một chén chua xót thái ngư, đều biểu thị tuyệt không xem trọng. Đó chính là co lại phổ thông chua xót thái ngư, ở nhà mời khách có thể tạm được. Đặt tới trong tiệm cơm đầu cũng không nhất định đem ra được, chớ đừng nói chi là ở bốn gã đỉnh cấp đại chủ trước mặt hiển bãi. Một danh đại chủ khinh thường nói, đây chính là có thể làm ra làm cho Tưởng tiểu thư đều thỏa mãn cơm nước trình độ sao. Theo ta thấy, cũng bất quá như vậy nha, nhất định chính là lừa đời lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng. Một, khác danh đại chủ cũng cười khẩy nói, nếu như người như thế đều có thể bị gọi, đầu bếp. Vậy thật thực sự là vũ nhục, đầu bếp cái này thần thánh xưng hào. Một bên Lô Văn Diệu cũng là vẻ mặt xấu hổ. Ở Lô Văn Diệu xem ra, món ăn này tương đương phổ thông, không có bất kỳ chỗ đặc biệt, toàn bộ nấu ăn quá trình cũng đều thấy được, hầu hết thời gian còn xuất hiện cấp thấp sai lầm, tỉ như tức giận, dầu sinh ra, muối thiếu. Lô Văn Diệu trong lòng cũng ở nói thầm, Giang lão bản trình độ vẻn vẹn như vậy sao? Là thật lừa đời lấy tiếng. Vẫn bị Tương Huân cho chọc giận, cố ý không cố gắng nấu ăn. Nguyên nhân chân chính là cái gì, Lô Văn Diệu trong khoảng thời gian ngắn thật vẫn không đoán ra được. Bổn trạm tên Miền. Bất quá, Tương Huân nhưng thật ra cùng tất cả mọi người có cái nhìn bất đồng, đây là một cái cực kỳ lãnh tĩnh, chưa bao giờ sẽ bị tâm tình tả hữu nam nhân. Hơn nữa hắn rõ ràng một việc, ở kết quả trước khi ra ngoài, vĩnh viễn không nên khinh dịch dưới phán đoán. Giang Sách làm đồ ăn, nhìn qua quả thực bỉ lậu, nhưng sự thực thực sự như vậy sao? Nếu như ăn thử sau đó, thực sự không được, khi đó lại trách cứ Giang Sách, đem đuổi đi cũng không chế, hiện tại, còn chưa phải là phát biểu ý kiến thời điểm. Tương Huân đầu óc, tỉnh táo đáng sợ. Hắn không có giống như người khác như vậy mất đi lãnh tính, mà là giọng ôn hòa nói rằng, bốn vị đại chủ, mời dùng cơm a. Một danh đại chủ vừa cười vừa nói, Tưởng gia chủ,
không phải chúng ta không tôn kính ngài, mà là này đạo chua xót thái ngư bây giờ không có ăn thử cần phải, ăn như vậy đồ ăn, chỉ biết ô uế miệng của chúng ta. Tương Huân lại bình tĩnh nói rằng, ở kết quả trước khi ra ngoài, không muốn làm bất kỳ phán đoán gì, có phải thật vậy hay không ô uế miệng của các ngươi, chỉ có ăn mới biết được. Tứ danh đại trù, mời dùng cơm. Thông thường, Tương Huân đã nói sẽ không tái diễn lần thứ hai. Ngày hôm nay hắn đã coi như là ngoại lệ nói hồi hai, rồi, na tứ danh đại trù nếu như còn không biết thú lời nói. Liền thực sự chết tiệt rồi. Tứ danh đại trù liếc nhìn nhau, tuy là đều rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ăn một miếng cũng sẽ không thế nào. Ngược lại ăn một miếng đã nói khó ăn, sau đó đem Giang Sách cho đánh đuổi, không phải xong. Ôm ý nghĩ như vậy, tứ danh đại trù nhao nhao cầm đũa lên đi kẹp thịt cá ăn. Đệ nhất danh đại trù sau khi ăn xong, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, hưng phấn nói, ta đi, làm sao cay như vậy? Mùi này quá đủ sức rồi, ăn ngon. Phản ứng như thế vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Cay, na chua xót thái ngư bên trong cũng không còn thả bao nhiêu cây ớt a. Đối với đặc biệt thích ăn cay na danh đại trù mà nói, không phải là vẻ mặt như thế. Kinh ngạc nhất vẫn là cái khác ba danh đại trù. Tên còn lại nói rằng, cái này rõ ràng chính là chua xót a, sao lại thế cay? Chua xót, ta ăn đến mùi vị là ngọt a, đặc biệt hương vị ngọt ngào, ăn cực kỳ ngon. Không phải đâu, ta ăn cũng rất khổ, cái loại này khổ sáp, để cho ta nhũ đầu cảm thấy hết sức hưởng thụ. Một món ăn, tứ danh đại trù đồng thời nếm ra chua ngọt đắng cay bốn loại mùi vị. Không chỉ có như vậy. Nếu như chỉ là bốn loại mùi vị còn chưa tính, hết lần này tới lần khác ăn vào trong bụng sau đó, bốn người bọn họ đều cảm thấy toàn thân thư thái, quấy nhiễu bọn họ các loại khuyết điểm đã ở trong nháy mắt chiếm được giải trừ. Một cái bình thường tiêu chảy, lúc này toàn thân ấm áp, cái bụng tương đương thoải mái, một gã luôn là con mắt khô khốc ăn sau đó, trong nháy mắt con mắt trở nên ướt át. Một gã thường thường cánh tay đau nhức, sau khi ăn xong cánh tay lập tức trở nên ung dung rất nhiều. Một tên sau cùng lợi đau đớn, ăn sau đó lợi ngay lập tức sẽ tiêu tan sưng, không đau. Món ăn này, không chỉ có bốn loại mùi vị, còn có bốn loại hiệu quả trị liệu. Có thể nói thần kỳ. Tứ danh đại trù toàn bộ đều sửng sờ hiện trường, một cái nói xong ra lời cũng không có, mọi người đều là nhìn Giang Sách nấu ăn, na đồ ăn làm thành dạng gì, đại gia cũng đều là tâm lý nắm chắc. Toàn bộ thao tác quá trình toàn bộ đều ở mọi người dưới mí mắt. Dùng như thế nào hỏa, làm sao thiết thái. Toàn bộ đều nhìn thật đúng, vậy tại sao kết quả cuối cùng lại cùng đại gia nghĩ hoàn toàn khác nhau? Phương diện này nhất định là có môn đạo. Chỉ là cửa này nói rốt cuộc cái gì, trong khoảng thời gian ngắn thật vẫn không có người có thể thấu hiểu được. Tứ danh đại trù trong miệng có thể không phải đậu, mỗi người bọn họ thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có khuyết điểm, hiện tại thật vất vả có thể có một đạo đồ ăn có thể trị liệu tật xấu của bọn họ. Đó chính là hiếm thế thuốc tốt, làm sao có thể tùy ý buông tha. Cho nên bọn họ một ngụm lại một miệng ăn. Ngay từ đầu, bọn họ tưởng ăn bộ vị bất đồng, sẽ có mùi vị bất đồng. Vì vậy liền đổi lại bất đồng bộ vị tới ăn. Kết quả ăn một lần phía dưới, phát hiện sai rồi. Bất kể là ăn cá vị trí nào, na thích ăn cay vĩnh viễn ăn đến đều là vị cay, thích ăn ngọt cũng mãi mãi cũng ăn đến là ngọt ngào mùi vị. Không bao giờ cải biến. Cái này rất nại nhân tầm vị. Một món ăn, là thế nào làm ra bốn loại mùi bất đồng tới? Na tứ danh đại trù đã không đi suy nghĩ cái vấn đề này, bọn họ mỗi một người đều cầm chén cho bưng lên, một bên hướng trong miệng lùa cơm. Vừa ăn đồ ăn, ăn ngon, ăn quá ngon. Ta thu hồi lời khi trước, Giang lão bản tài nấu nướng của thật là thiên hạ vô song. Như vậy tuyệt đẹp đồ ăn, ta là khẳng định không làm được. Xem bọn hắn bốn cái ăn cao hứng như vậy bộ dạng, một bên Lô Văn Diệu nhíu chặt mày lên, còn như khoa trương như vậy sao? Nếu như không phải đối với bốn người này lý giải thâm hậu, Lô Văn Diệu thậm chí cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không Giang Sách an bài kẻ lừa gạt, dùng tiền mướn tới. Ôm sâu đậm lòng hiếu kỳ, Lô Văn Diệu cũng cầm một đôi đũa lên đi tới bên cạnh bàn. Dựa theo đạo lý mà nói, giống như Lô Văn Diệu cái thân phận này người. Phải không tiếc vô cùng các người cùng ăn một món ăn. Cho tới bây giờ, hắn đều là mình ăn mình.
Bởi vì hắn không riêng yêu cầu cao, còn có rất nghiêm trọng khiết phích, chịu không nổi cùng người khác cùng một cái trong khay dùng bữa. Nhưng lúc này không giống nhau. Vì làm rõ ràng hoang mang, Lô Văn Diệu cố nén khiết phích, dám đem chiếc đũa đưa vào chua xót thái ngư bên trong, xốc lên một mảnh thịt cá bỏ vào trong miệng của mình mặt, tinh tế nhấm nuốt. Ân, Lô Văn Diệu ăn hai cái, cũng không có nuốt xuống, trực tiếp nhổ ra. Không đúng. Hắn ăn một hớp này chua xót thái ngư, mùi vị vô cùng phổ thông, đó chính là nhà người thường bình thường đồ ăn mùi vị, không có chút nào chỗ đặc thù. Cái này tứ danh đại trù, từng cái đều có năng lực làm ra so với cái này ăn ngon gấp 10 gấp trăm lần chua xót thái ngư. Hơn nữa, con cá này thịt cũng không cay, không phải ngọt, không phải khổ, nhưng thật ra có một chút chua xót, đây là tự nhiên, chua xót thái ngư. Nào có không phải chua. Nhưng cũng không có giống như tên kia thích ăn chua đại chủ biểu hiện khoa trương như vậy, giống như là muốn chua rụng răng giống nhau, nào có. Lô Văn Diệu đem chiếc đũa để xuống, chăm chú nhìn tứ danh đại chủ. Kẻ lừa gạt, không có khả năng. Từ bất kỳ phương diện nào đến xem, bốn người này cũng không thể là kẻ lừa gạt. Hơn nữa nhìn biểu tình, na thích ăn cay đầu bếp. Miệng đều đã cay sưng lên, trên mặt hồng phác phác. Đây cũng không phải là làm bộ đi ra. Cuối cùng, Lô Văn Diệu chỉ phải thừa nhận mình tài sơ học thiền, nhìn không thấu Giang Sách trong thức ăn thần bí. Hắn sờ sờ râu mép, tự diễu nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, lão hủ vô năng khám phá trong này huyền cơ a. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói ra chủ Tương Huân cuối cùng mở miệng. Hắn nhiều hứng thú nhìn Giang Sách, dò hỏi, Giang lão bản. Ngươi quả thực làm xong rồi. Một món ăn làm ra bốn loại khẩu vị, thỏa mãn tứ danh đại chủ lòng ham muốn. Đồng thời, món ăn này còn có bốn loại hiệu quả trị liệu, thành công chữa khỏi tứ danh đại chủ bệnh dử. Một món ăn, bốn loại mùi vị cộng thêm bốn loại hiệu quả trị liệu, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Cũng xin Giang lão bản chỉ giáo, là như thế nào làm được cái này một thần tích. Đoán một cái bọn ta trong lòng bí ẩn. Ánh mắt mọi người đều hướng phía Giang Sách nhìn lại. Không riêng gì Tương Huân, ngay cả Lô Văn Diệu, tứ danh đại chủ cùng với đôi ngư đều vô cùng hiếu kỳ. Giang Sách là như thế nào làm được điểm này? Ngay cả Đại La Kim Tiên đều thúc thủ vô sách nan đề, Giang Sách là như thế nào làm được? Đối mặt nghi ngờ của mọi người, Giang Sách chỉ là khẽ cười một tiếng. Hắn không có sốt ruột trả lời, mà là hỏi trước Lô Văn Diệu, Lư Tiên Sinh, vừa mới ngài cũng ăn món ăn này, cảm giác như thế nào? Quyền tiểu thuyết chương mới nhất sẽ ưu tiên đổi mới ở app trên, hãy ghé thăm Su Nam. CC kế tiếp tiếp tục không quảng cáo đọc miễn phí. Lô Văn Diệu thành thật trả lời, mùi vị thông thường, ở ta nơi này, ngay cả đạt tiêu chuẩn phân đều không đạt được. Hơn nữa, cũng không có cái gì chua ngọt đắng cay đặc thù mùi vị. Không rõ bốn người bọn họ làm sao nếm ra mỗi người cảm giác bất đồng. Ân, Giang Sách gật đầu, tiếp tục nói, Na Lư Tiên Sinh. Ngài lại dùng này đôi chiếc đũa ăn thử một cái. Nói, Giang Sách đưa lên một đôi đũa. Lô Văn Diệu nhíu nhíu mày. Chiếc đũa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cặp kia chiếc đũa nhìn qua bình thường không có gì lạ, chính là rất thông thường đôi đũa trúc, một đầu phương một đầu tròn. Lô Văn Diệu tràn ngập nghi ngờ đem chiếc đũa cho nhận lấy, sau đó xốc lên một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Ăn một lần phía dưới, rất là giật mình. Cái này một mảnh thịt cá, cư nhiên nếm ra vị cay. Còn chưa phải là vậy cay, là trọng cay. Cay Lô Văn Diệu nước mắt đều phải rớt xuống, nhanh lên bưng lên một ly trà súc miệng. Giang Sách lại lấy ra mặt khác tam đôi chiếc đũa, mỉm cười nói, Lư Tiên Sinh, thử lại lần nữa cái này tam đôi chiếc đũa, như thế nào? Kỳ thực lúc này tất cả mọi người đã rõ ràng vấn đề chỗ ở rồi. Vì tiến thêm một bước chứng minh, Lô Văn Diệu lại thay đổi chiếc đũa đi ăn thịt cá, đệ nhị đôi ăn là vị ngọt, đệ tam đôi ăn là cay đắng. Đệ tứ đôi ăn vào đi thịt cá thì chua răng đều muốn rớt. Bốn đôi đũa, nếm ra hoàn toàn bất đồng bốn loại mùi vị. Cái này, kẻ ngu si đều biết. Giang Sách từ tốn nói, hiện tại, tất cả mọi người rõ ràng là thế nào chuyện gì xảy ra đi. Đương nhiên biết rõ rồi. Lô Văn Diệu vừa cười vừa nói, cho nên, cũng không phải là này đạo chua xót thái ngư có bao thần kỳ, mà là chiếc đũa động tay chân,
Bất đồng chiếc đũa ăn đồng nhất nói đồ ăn, phóng tới trong miệng thì có mùi vị bất đồng. Không chỉ có như vậy, Giang Sách giải thích, bốn đôi đũa ta đều tiến hành qua xử lý, nhằm vào các đầu bếp tình trạng cơ thể xứng thuốc, bọn họ ở ăn thịt cá thời điểm, cũng ăn dược vật, cho nên thân thể mới có thể đạt được khôi phục. Nói cách khác, có ăn hay không thịt cá kỳ thực không quan hệ, bọn họ chỉ cần không ngừng đi liếm chiếc đũa, là có thể khôi phục bệnh tình. Cứ như vậy, Giang Sách dùng một loại phi thường phương thức xảo diệu, giải quyết rồi Tương Huân lưu cho hắn đề thi khó này. Một món ăn, đương nhiên không có khả năng làm ra bốn loại tuyệt nhiên mùi vị bất đồng, nhưng lại sở hữu bốn loại hiệu quả trị liệu, nhưng Giang Sách đi qua đối với đũa xử lý, làm cho cái này một thần kỳ kết quả có thể thực hiện. Đây chính là suy nghĩ biến báo, đem không có khả năng biến thành khả năng, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Từ trước đến nay Hà Khắc Tương Huân, cũng bị Giang Sách trí tuệ thuyết phục, chủ động đứng lên, vì Giang Sách trí tuệ đưa tới bội phục tiếng vỗ tay. Ngay cả Tương Huân đều cầm đầu vỗ tay, những người khác còn có thể quan khán sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiếp đãi trong đại sảnh vang lên lâu bền tiếng vỗ tay, đây là đối với Giang Sách lớn nhất tán thành. Tiếng vỗ tay dừng lại. Tương Huân chủ động nói rằng, ta đã kiến thức Giang lão bản trình độ, từ hôm nay trở đi, Giang lão bản chính là chúng ta Khác Thủ Chi gia ngự dụng đầu bếp, tiểu nữ một ngày ba bữa, liền giao cho Giang lão bản ngươi. Đồng thời, hắn đem một khối ngọc bài giao cho hạ nhân, làm cho hạ nhân đưa cho Giang Sách. Khối ngọc này bài, là Khác Thủ Chi gia giấy thông hành, có nó, về sau Giang lão bản là có thể tự do xuất nhập Khác Thủ Chi gia tuyệt đại bộ phân địa phương. Tù đây không còn, không có những thứ khác. Kỳ thực chính là phi thường kỳ quái, bởi vì thông thường bình thường cam kết ngự dụng đầu bếp, đều có một cái vô cùng trọng yếu phân đoạn, tiền lương. Người muốn cam kết Giang Sách, cũng không trả thù lao. Tương Huân căn bản ngay cả nửa chữ đều không nhắc tới bắt đầu, toàn bộ hành trình sẽ không có đề cập một cái tiền, chữ. Giang Sách mỗi ngày lui tử lui hoạt, còn phải tốn nhiều tiền đi mua chân quý nguyên liệu nấu ăn, kết quả là lại một phân tiền kiếm không đến. Nếu như vậy đầu bếp, khẳng định không làm. Nếu như vậy gia chủ, cũng chắc chắn sẽ không nói trước. Nhưng Giang Sách cùng Tương Huân đều không phải là người bình thường. Bọn họ đều là tuyệt đỉnh người thông minh, hơn nữa cũng đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, cho nên hai người cư nhiên phi thường, phối hợp, đem tiền lương vấn đề cho nhảy tới, ai cũng không có nói. Giang Sách đem ngọc bài thu vào, nói một tiếng, cảm tạ. Tương Huân nói rằng, thời điểm không còn sớm, kế tiếp, xin mời Giang lão bản cho tiểu nữ làm một trận cơm chưa a? Tiểu nữ thật lâu không có ăn thật ngon đồ, lúc này đây, làm phiền Giang lão bản làm phong phú một điểm. Không thành vấn đề. Giang Sách quả thực làm một trận phong phú cơm nước, có ngư có thịt, ba phần thịt hai phần rau một chén canh, cộng thêm thơm ngát gạo cơm, quả thực rất có như vậy điểm dáng vẻ. Nhưng người nào nhìn ra được, những thức ăn này vẻ ngoài đều rất thông thường. Chính là người bình thường trình độ. Nhưng người nào cũng đều biết, Giang Sách, trình độ cũng không phải là thể hiện ở nấu ăn, mà là có thể căn cứ mỗi người bất đồng tính cách, thể chất, yêu thích, làm ra phù hợp nhất hắn đồ ăn. Một bàn này tử đồ ăn, người khác ăn có thể thông thường, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, Tương Y Vân nhất định là phi thường thích ăn. Đơn giản là, đây là Giang Sách chuyên môn cho Tương Y Vân lượng thân làm theo yêu cầu. Cơm nước đều chuẩn bị xong sau đó, Tương Y Vân từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nhìn Giang Sách. Không biết vì sao, trước nàng kỳ thực phi thường chán ghét Giang Sách, từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy khinh thị nàng đại tiểu thư này, nhưng chán ghét lấy, lại đột nhiên. Có một chút thích, có thể, là bởi vì chỉ có Giang Sách có thể làm ra nàng thích ăn đồ ăn. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất sẽ ưu tiên đổi mới ở app trên, hãy ghé thăm Su Năm. CC kế tiếp tiếp tục không quảng cáo đọc miễn phí. Hoặc giả cho phép, là chỉ có Giang Sách có can đảm nói với nàng nói thật, xem nàng như thành vậy nữ sinh đối đãi, mà không giống như người khác như vậy luôn là đón ý nói hùa, dối trá. Loại này cảm giác phức tạp thực sự rất kỳ diệu, một mực Tương Y Vân trong lòng xoay quanh. Thế cho nên nàng đang cùng Giang Sách đối diện thời điểm, không giải thích được đỏ mặt lên. Nàng cúi đầu từ Giang Sách bên người đi qua. Cầm đũa lên xốc lên trong khay đồ ăn ăn, cái thứ nhất. Đã bị triệt để chinh phục.
Nếu muốn lưu lại một người nữ nhân tâm, đầu tiên được lưu lại của nàng dạ dày. Tương Y Vân đã bị Giang Sách cơm nước cho, ràng buộc rồi, mỗi một món ăn, cũng làm cho nàng phi thường hưởng thụ, ăn nồng nhiệt. Đã có bao lâu, chưa từng ăn qua như vậy phong phú cơm nước rồi. Tương Y Vân hầu như đều phải kích động khóc ra thành tiếng. Đại khái 30 min sau, Tương Y Vân cũng ăn xong rồi, cũng không có nói cái gì đi trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, kỳ thực, nàng vẫn sẽ len lén đi tới hành lang, nhìn lén lầu dưới Giang Sách. Giang Sách cùng Tương Huân khách sáo hai câu, sau đó cùng đôi ngư cùng rời đi rồi cổ bảo, buổi tối cơm nước, Giang Sách đã trước giờ làm xong giao cho đại trù đi xử lý, buổi tối trực tiếp lộng cho Tương Y Vân ăn có thể. Từ giờ trở đi, Giang Sách mỗi ngày đều muốn tới một chuyến cổ bảo, vì Tương Y Vân chuẩn bị ngày đó bữa trưa, cơm tối cùng với ngày kế điểm tâm. Mệt là mệt mỏi một chút, đối với mình lão bà dường như cũng không có tốt như vậy qua. Vốn lấy đây là đại giới đổi lấy thu hoạch vẫn là tương đối khá. Giang Sách ngồi ở trở về trên xe, móc ra khối ngọc kia bài, cảm thấy mỹ mãn. Có khối ngọc này bài, có thể ở khác thủ chi ra thông suốt. Chỉ cần không phải đặc biệt cấm địa, là có thể tự do xuất nhập, về sau, Giang Sách muốn thu được long chi thủy, biết rõ ràng long mạch bí mật. Làm rõ ràng phệ tâm tản phối phương, liền đều có chỗ tốt. Kiếm được. Khối ngọc này bài, tuyệt đối là trọng yếu vật. Giang Sách cũng minh bạch, Tương Huân cố ý không đề cập tới tiền lương vấn đề, chính là biết Giang Sách không cần tiền. Biết Giang Sách cần chính là, đặc quyền, khối ngọc này bài, chính là đặc quyền. Cho nên, Tương Huân chỉ cho Giang Sách cần, không để cho cái khác bừa bộn. Cái này, cũng thể hiện ra Tương Huân lợi hại. Trên đường trở về, đôi ngư nói rằng, cái này tưởng gia chủ nhìn qua giống như là một vampire giống nhau, âm u khủng bố, nếu như có thể, ta thực sự không muốn cùng nhiều người như vậy giao tiếp. Giang Sách mỉm cười, cũng nói, Tương Huân, là tuyệt đối người thông minh, người giống vậy, tận khả năng với hắn kết giao bằng hữu. Không muốn với hắn đứng ở mặt đối lập, nếu không, về sau có khi là chịu tội. Trong pháo đài cổ, cơm nước lui xuống, cái bàn thu thập sạch sẽ, bọn hạ nhân cũng đều ly khai. Chỉ để lại Tương Huân cùng Lô Văn Diệu hai người. Lô Văn Diệu sờ sờ râu mép, có vẻ có một chút không cao hứng. Tương Huân là bực nào người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, khẽ cười nói, Lư Thúc Thúc là ở khí ta tại sao muốn nhằm vào Giang Sách. Cho Giang Sách bố trí khó có thể hoàn thành đề mục. Lô Văn Diệu là một người thành thật, không hiểu được giấu giếm. Trực tiếp nói, không sai. Giang Sách thực lực ta ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng, Y Vân nàng cũng thích ăn Giang Sách làm đồ ăn, người đây là biết đến. Có thể ngươi tại sao còn muốn cố ý làm khó dễ, đây không phải là để cho ta khó chịu sao. May Giang Sách thực lực siêu quần, nếu không, Giang Sách liền không để lại tới. Về sau Y Vân một ngày ba bữa làm sao bây giờ? Tiểu Huân ở đâu? Ta biết ngươi khẳng định có dụng ý của mình, nhưng lần này Lư Thúc Thúc là thật xem không hiểu. Sau khi nghe xong, Tương Huân cười ha ha. Hồi lâu, hắn chỉ có ngồi vào chỗ của mình nói rằng, chúng ta khác thủ chi ra là địa phương nào? Là cái loại này tùy tùy tiện tiện là có thể tới địa phương sao? Giang Sách muốn tới, còn mỗi ngày tới, không được tiếp thu khiêu chiến sao? Hắn được chứng rõ ràng tự có tư cách tới nơi này mới được. Lô Văn Diệu lúng túng nói, nhưng bây giờ là chúng ta có việc cầu người, chả thế nào có thể làm trò này. Không phải, Lư Thúc Thúc ngươi sai rồi. Không phải chúng ta có việc cầu người, mà là hắn Giang Sách muốn cầu cạnh ta. À, Lô Văn Diệu biểu thị vẻ mặt mộng bức, căn bản nghe không hiểu. Chỉ biết là thưởng thức thức ăn ngon hắn, đối với cái này chút thuật quyền biến. Là thật không có chút nào hiểu. Tương Huân giải thích, Na Giang Sách là ai? Đã từng Giang Nam khu người tổng phụ trách, đã từng tu la chiến thần. Ở Giang Nam khu cùng khu trưởng liên thủ giết vẽ còn tập đoàn phân bộ, trừ đi Lão Thiên Tôn hai đứa con trai. Bây giờ, hắn lại hưng sư động chúng đi tới Yến Thành, tiếp tục cùng vẽ còn tập đoàn là địch, cùng Lão Thiên Tôn đối nghịch. Như vậy một cái có hùng tài trí lớn, cả ngày bận tối mày tối mặt nhân. Ở đâu ra nhàn hạ thoải mái cho ta điêu ngoa kia bốc đồng nha đầu làm cơm ăn? Câu nói đầu tiên đem Lô Văn Diệu cho đang hỏi. Đúng vậy, Giang Sách bận rộn như vậy, mỗi ngày đều muốn cùng Lão Thiên Tôn lục đục với nhau, ở đâu ra thời gian dỗi quản Tương Y Vân chuyện hư hỏng,
Tương Huân tiếp tục nói, nhìn bề ngoài, hắn là bị Lư Thúc Thúc ngài mời qua tới, trên thực tế, hắn là cố ý cho như ngươi vậy cơ hội, bán ngươi một cái ân huệ. Coi như ngươi không mời, hắn cũng sẽ tìm tới chỗ của ta, đơn giản là ta chỗ này có hắn cực kỳ thứ cần. Lô Văn Diệu hỏi, cái gì? Tương Huân trả lời ba chữ, Long Chi Thủy. Giang Sách muốn đánh bại Lão Thiên Tôn, Na ắt sẽ va chạm vào Long Mạch quyền lợi, đến lúc đó nếu như Long Mạch tham gia, trấn áp thô bạo, Giang Sách như thế nào chịu nổi? Không khỏi xuất hiện cục diện như vậy, Giang Sách phải trước giờ đạt được Long Chi Thủy, đạt được Long Mạch tán thành. Kể từ đó, Giang Sách cùng Lão Thiên Tôn tranh đấu, Long Mạch cũng sẽ không đi quản. Ai thắng thắng bại, đều không cái gọi là. Muốn thu hoạch Long Chi Thủy, phải cho ra phù hợp nhất yêu cầu ngũ dạng tế phẩm, bây giờ biết tế phẩm nhân, ngoại trừ Lão Thiên Tôn ở ngoài đều chết hết. Cũng chỉ có Tương Huân, còn nắm giữ bí mật này. Giang Sách muốn thu được Long Chi Thủy, nhất định phải từ Tương Huân bên này thu được đột phá, sau đó mới có thể buông tay chân ra đi theo Lão Thiên Tôn, đánh nhau. Cho nên, Giang Sách là thật phi thường cần Tương Huân trợ giúp. Nghe xong phân tích sau đó, Lô Văn Diệu thở dài, nói rằng, thì ra, các ngươi tính toán là như thế sâu, Lão Hủ thực sự không được. Theo không kịp các ngươi. Tương Huân nở nụ cười, Lư Thúc Thúc, ngài say mê với mỹ thực, vốn là đối với thuật quyền biến không quan tâm chút nào, không thể nhìn ra Giang Sách tâm cơ cũng không kỳ quái. Lô Văn Diệu gật đầu, cho nên ngươi mới có thể không để cho Giang Sách tiền lương, mà là cho hắn ngọc bài, Giang Sách đạt được ngọc bài sau đó, cảm thấy mỹ mãn, tiền lương không phải tiền lương, hắn căn bản không quan tâm. Đúng vậy, cùng Giang Sách người như thế giao tiếp, không cần đi vòng khom. Mọi người đều là người thông minh, cho đến lẫn nhau cần nhất là được rồi, không cần thiết cho hắn bừa bộn. Dừng lại khoảng khắc, Lô Văn Diệu hiếu kỳ hỏi, Na Tiểu Huân, ngươi dự định trợ giúp Giang Sách, làm cho Giang Sách thu hoạch Long Chi Thủy sao? Tương Huân trả lời phi thường quả đoán, khác thủ chi ra, vĩnh viễn là công bình công chính. Ngọc bài ta đã cho đến Giang Sách, có thể hay không thu được Long Chi Thủy, đều xem bản lãnh của chính hắn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất kể là Giang Sách thắng lợi, vẫn là Lão Thiên Tôn đứng ở cuối cùng, đối với ta mà nói cũng không đáng kể, ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Na Y Vân bệnh đâu? Lô Văn Diệu hỏi. Yên tâm, Y Vân bệnh, Giang Sách tùy thời đều có thể chữa cho tốt. Hắn chỉ bất quá vì có thể mỗi ngày tới ta khác thủ chi ra, mà cố ý chậm lại chữa bệnh tốc độ. Nếu quả như thật có nhu cầu, ta sẽ cho ra nhất định điều kiện, tới cùng Giang Sách làm trao đổi, làm cho hắn chữa cho tốt Y Vân. Lô Văn Diệu lắc đầu cười khổ. Thì ra Giang Sách tính toán sâu như vậy, cũng thì ra, Giang Sách hết thảy tính toán, tất cả đều bị Tương Huân nhìn thấu. Chỉ bất quá, hai người nhìn nhau phá không nói toạc. Dù sao bọn họ không có xung đột lợi ích. Cái này Tương Huân chí mưu, quá sâu, tựa như Giang Sách nói, nếu như có thể, tuyệt đối không muốn cùng Tương Huân đứng ở mặt đối lập. Người đàn ông này, khó làm. Có quan hệ Giang Sách sống được ngọc bài tin tức, rất nhanh thì truyền đến Lão Thiên Tôn trong lỗ tai. Lão Thiên Tôn có sắp xếp người, một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm tuân thủ nghiêm ngặt nhà, vừa có dị thường gì tình huống sẽ đúng lúc hội báo, cho nên giống như Giang Sách chuyện lớn như vậy, vậy cũng là sớm cũng biết. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, Lão Thiên Tôn hồi lâu cũng không có nói, lặng lặng đờ ra. Chân thọt bí thư Tiếu Canh cũng không nói chuyện, hắn biết, Lão Thiên Tôn thông thường loại dáng vẻ này, đều là đang suy tư vấn đề, không nên đi quấy rối hắn. Ở dài dòng đợi sau đó, rốt cục, Lão Thiên Tôn lên tiếng. Chúng ta phải nắm chặt tốc độ. Tiếu Canh nói rằng, Giang Sách giết con ta vốn là muốn sớm một chút đem chém giết. Nắm chặt tốc độ đúng hợp ý ta. Lão Thiên Tôn nói rằng, ta hiểu Tương Huân tên kia. Hắn là cái xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn mặt hàng, sẽ không thiên vị Giang Sách, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trợ giúp ta. Bây giờ Giang Sách chiếm được ngọc bài, nó là năng lực, đạt được long nước cũng chính là nửa phút sự tình. Không thể kéo dài nữa. Tiếu Canh đứng lên, Lão Thiên Tôn, ngươi tính làm như thế nào? Xin phân phó. Lão Thiên Tôn giơ tay lên, dặn dò, nếu Giang Sách tính toán đánh là từ các phương diện đánh ta vẽ còn tập đoàn, tốt lắm. Ta để hắn biết biết, vẽ còn tập đoàn là bền chắc không thể gãy.
Ta muốn làm cho hắn hết thảy bộ thự, toàn bộ thất bại. Ngươi khai báo Lâm Hồng, đem Giang Sách thành lập người báo thù câu lạc bộ, phá hủy. Không từ thủ đoạn. Là. Tiếu Canh lĩnh mệnh, khập khễnh đi ra ngoài. Lão Thiên Tôn vi vi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nói rằng, Giang Sách a Giang Sách. Ngươi nghĩ theo ta đấu. Tốt, chúng ta đây liền tới đấu một trận, ta sẽ nhường ngươi biết cái gì mới là cường chung còn có cường chung tay. Ban đêm, người báo thủ câu lạc bộ hạch tâm đội trưởng Tiêu Đông Dương từ câu lạc bộ đi ra, hướng chạm xe lửa phương hướng đi tới. Bóng đêm bắt đầu tối, chính trực tan tầm giờ cao điểm, trên đường toàn bộ đều là người, lui tới. Tiêu Đông Dương móc túi ra một gói thuốc lá, vừa đi vừa quất, một bộ bất cần đời dáng vẻ. Đang đi tới phân nửa, đột nhiên, trước mắt xuất hiện hai gã nam tử, một cao một thấp. Hai cái này, toàn bộ đều là Tiêu Đông Dương đã từng đồng thời, trước đây ở Chí Tôn câu lạc bộ thời điểm. Hai cái này đã từng làm qua Tiêu Đông Dương bảo tiêu. Long thúc, hổ thúc, Tiêu Đông Dương chứng kiến hai người bọn họ, cũng biết không ổn. Muốn chạy, đó là tuyệt đối không thể. Hai người kia thực lực Tiêu Đông Dương vô cùng rõ ràng, tốc độ kia, lực lượng đều rất mạnh, người căn bản chạy không thoát, muốn kêu cứu đều không được. Không đợi cảnh sát qua đây, mạng của ngươi sẽ không có. Tiêu Đông Dương lại sợ vừa tức. Hắn nhìn chung quanh một chút, rõ ràng Giang Sách đáp ứng yên lành, mỗi ngày 24 giờ có bảo tiêu theo chính mình, bảo tiêu người đâu. Hối hận đã tới không kịp. Kế trước mắt, chính là nghĩ cách tha trụ hai người kia, sau đó nghĩ biện pháp chạy trốn. Vóc dáng cao nói rằng, Đông Dương, hai chúng ta có chuyện nói cho ngươi. Tiêu Đông Dương không có biện pháp, dám bị hai người bọn họ cho dẫn tới trong một cái đường hẻm mặt. Cửa ra duy nhất bị hai người bọn họ lấp kín, cái này Tiêu Đông Dương muốn chạy thì càng không được. Vóc dáng cao tiếp tục nói, là như thế này, Đông Dương. Ngươi ở đây vòng loại lên đặc sắc biểu hiện đả động rồi Lâm người phụ trách, hiện tại để cho chúng ta huynh đệ tới mời ngươi về đi, tiếp tục tại Chí Tôn câu lạc bộ công tác, ý của ngươi như. Tiêu Đông Dương lúng túng nói, không được a, ta đây đều cùng người báo thủ ký hợp đồng rồi, không đi được. Vóc dáng cao nói rằng, không quan hệ, chỉ cần ngươi mở miệng, mặc kệ cho bao nhiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, toàn bộ đều từ chúng ta gánh chịu. Chúng ta muốn, là của ngươi một câu nói, đi còn không đi. Tiêu Đông Dương thực sự là làm khó dễ. Nội tâm hắn nhất định là không muốn đi, hắn còn phải cho Cũng Địch vừa bạn chân hồng báo thù. Nhưng nếu như, không đi, hai chữ nói ra khỏi miệng, ngày hôm nay sợ là không có quả ngon để ăn. Chân hồng ví dụ đang ở trước mắt, ngày hôm nay nếu như không đáp ứng, bọn họ nhất định sẽ cố kỹ trọng thi. Cũng đem Tiêu Đông Dương hai tay của chém đứt. Làm thế nào mới tốt? Là vì an toàn tánh mạng mà tuyển trạch thỏa hiệp, vẫn là vì tín niệm chết khiêng đến cuối cùng. Đông Dương, cho ra sự lựa chọn của ngươi. Chân hồng thảm án ngươi cũng biết, ngươi, không muốn trở thành kế tiếp chân hồng a. Chân hồng, chân hồng. Tên này một mực Tiêu Đông Dương trong đầu quay về. Hắn nhớ tới rồi chân hồng đã từng phong quang vô hạn, đã từng nghĩa bạc vân thiên, na, mới là hắn muốn sống thành dáng vẻ. Vì vậy, Tiêu Đông Dương ngẩng đầu nhìn đối diện hai người, ha hả nở nụ cười. Chương mới nhất ở, co trên đổi mới. Các ngươi sai rồi. Ta Tiêu Đông Dương, còn chính là muốn trở thành kế tiếp chân hồng. Ta muốn cùng chân hồng giống nhau. Đem các ngươi Chí Tôn câu lạc bộ cho dẫm ở lòng bàn chân, dùng sức chà đạp. Đi chết đi, cẩu vật. Nói, Tiêu Đông Dương hốt lên một nắm bùn đất liền ném ra ngoài, ý đồ dựa ánh mắt đối phương. Sau đó nhân cơ hội trốn. Nhưng tưởng quy tưởng, hiện thực hoàn toàn khác nhau. Hai người kia chỉ là vừa nhấc cánh tay, hay dùng y phục chặn bụi bặm. Sau đó vóc dáng thấp đi về phía trước ra một bước, một cước nhét ở Tiêu Đông Dương trên bụng. Cả người liền bay ra ngoài. Muốn chạy, môn cũng không có. Vóc dáng cao từ bên hông đem đã sớm chuẩn bị xong đao rút ra. Lạnh lùng nói rằng, người đã muốn trở thành kế tiếp chân hồng, đó thật là không được huynh đệ chúng ta rồi, người đôi tay này, chúng ta nhận. Tiêu Đông Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nói không sợ đó là giả. Hắn chỉ có 20 giây xích tuổi, từ xuất thân bắt đầu liền áo cơm không lo, chưa ăn qua khổ gì. Hiện tại đột nhiên cũng bị người chém đứt hai tay, điều này làm cho hắn như thế nào tiếp thụ được.
Tiêu Đông Dương thiếu chút nữa thì khóc lên. Ở nơi này trong chớp mắt, đột nhiên, một cây chủy thủ hoa phá trường không, thổi phù một tiếng, trực tiếp đâm vào vóc dáng cao gót chân. Vóc dáng cao phù phù một cái ngã xuống đất. Người nào? Vóc dáng thấp lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy một gã lãnh ngạo nam tử, dường như gió, trong nháy mắt sẽ đến trước mặt, một cây chủy thủ nhẹ nhàng rạch một cái, vóc dáng thấp hai tay của gân tay, toàn bộ đánh gãy. A! À, vóc dáng thấp nằm trên mặt đất, thống khổ chu lên. Nam tử từ hai người bên người đi qua, nhìn nằm dưới đất Tiêu Đông Dương nói rằng, đi thôi. Tiêu Đông Dương lăng lăng hỏi một câu, ngươi là ai a? Nam tử hồi đáp, Thiên Hạt, hộ vệ của ngươi. Nói xong, nam tử xoay người rời đi. Bảo Tiêu. Tiêu Đông Dương một cái liền từ trên mặt đất chui lên, theo sau mắng, vậy ngươi không còn sớm một điểm xuất thủ. Cần phải để cho ta bị người đánh mới ra tay sao? Thiên Hạt từ tốn nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi có đáng giá hay không ta bảo vệ. Nếu như vừa mới Tiêu Đông Dương thỏa hiệp, lấy Thiên Hạt tính cách, chẳng những sẽ không bảo hộ, ngược lại sẽ tiện tay đem Tiêu Đông Dương cho giết. Gặp gỡ một cái như vậy bảo Tiêu, Tiêu Đông Dương cũng là không lời có thể nói. Bất quá, bất kể nói thế nào, có một chút có thể xác nhận, chính là cái này hộ vệ thực lực thực sự vượt qua thường nhân, có hắn ở, Tiêu Đông Dương an toàn tánh mạng, không thành vấn đề. Tại đồng nhất thời gian, Yến Thành một nhà bên trong bệnh viện, đã ở phát sinh bạo động. Tạ Sùng Y Viện, hơn bác sĩ, hộ sĩ cùng nhau đem một bệnh nhân giường bị đẩy đi ra ngoài, trực tiếp cho đẩy tới lớn lối đi bộ, không cho hắn tiếp tục nằm viện. Bệnh nhân này, chính là Trần Hồng. Trải qua mấy ngày này khôi phục trị liệu, Trần Hồng lúc đầu đều đã một chút xíu khôi phục đứng lên, khí sắc cũng một chút xíu khôi phục, ai có thể nghĩ đến lại bị Tạ Sùng Y Viện đẩy ra đi. Nhận được tin Giang Sách cùng Đôi Ngư nhanh lên lái xe chạy tới. Hỏi thăm kết quả. Nhưng một chút, thủ hạ đem người đều xua đuổi ra, bảo vệ tốt giường bệnh, bảo đảm Trần Hồng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Sách đi tới bác sĩ trước mặt, chất vấn, vì sao đem bệnh nhân đuổi ra ngoài. Bác sĩ chắp hai tay sau lưng, lãnh ngạo nói rằng, không có vì cái gì, y viện chính là không muốn thu. Đôi Ngư giận. Nói rằng, tiền chữa bệnh dùng các ngươi có thể một điểm không ít thu a. Bác sĩ lấy ra một xấp tiền, đây chính là các ngươi tiền chữa bệnh, hiện tại toàn bộ trở về, bệnh nhân này, chúng ta Tạ Sùng Y Viện không thu, cút đi. Nói xong, hắn đem tiền trên không ném đi, bay lả tả. Đây chính là đối với Giang Sách nhục nhã, tiền ngươi có muốn hay không? Muốn, liền chính mình ngồi chồm hổm dưới đất đi nhặt, mất mặt là ngươi. Trong nơi này vẫn là tế thế cứu nhân bác sĩ. Nhất định chính là tiểu nhân. Đương nhiên, vì sao cục diện sẽ biến thành cái dạng này, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là lão thiên tôn phát lực rồi, phàm là cùng Giang Sách dính líu quan hệ, một cái cũng đừng nghĩ có tốt. Đôi Ngư là thật sinh khí, muốn động tay. Giang Sách ngăn cản hắn, nhìn thoáng qua tán loạn trên mặt đất tiền, nói ba chữ. Nhặt lên. Thầy thuốc kia nở nụ cười, nhặt lên. Người thì em là ai a? Có tư cách gì để cho ta nhặt lên? Cuồn cuộn cút, lão tử không có thời gian cùng ngươi nói vớ vẩn. Vội vàng đem cái này chết hàng tha đi, cho ngươi 10 phút thời gian, vượt lên trước thời gian, bảo an cũng sẽ không khách khí. Không riêng muốn đem người đánh đuổi, còn phải gọi bọn hắn đi nhanh một chút. Cái này hiêu trương bạt hổ thái độ cũng là không có người nào. Nhưng nhân ra phía sau có người. Có lão thiên tôn cho bọn hắn y viện chỗ dựa, Na Tạ Sùng Y Viện nghĩ thế nào chơi đều có thể, căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Giang Sách cười lạnh một tiếng, hắn không sợ nhất, chính là chỗ này chút ỷ thế hiếp người, cáo mượn oai hùm mặt hàng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ở Tạ Sùng bệnh viện đối diện là một quán rượu. Giang Sách hướng về phía Đôi Ngư vẫy vẫy tay, nói rằng, đi đem đối diện tửu điếm mua lại, cải tạo thành bệnh viện tư nhân. Từ Giang Nam khu, kinh thành đem tốt nhất chữa bệnh thiết bị toàn bộ đều điều qua đây. Là, có Giang Sách lời nói này, Đôi Ngư có thể giạt ra cánh tay đi làm, lập tức thông chi thuộc hạ nhân, đi mua tửu điếm, vận thiết bị. Đồng thời, Giang Sách chẳng những không có đem Trần Hồng mang đi, ngược lại khiến người ta ở bên trong bệnh viện đáp cái trướng bồng, đem Trần Hồng cho mang đi vào. Sẽ ngủ ở bên trong lều cỏ.
Tại đối diện y viện hoàn thành trước, còn sẽ không đem chân hồng cho mang đi. Cái này, bác sĩ là thật nóng này. Hắn chỉ vào Giang Sách mắng, cẩu vật, cho thể diện mà không cần đúng vậy. Còn dám ở bệnh viện chúng ta bên trong xây chướng bồng. Bảo an, cho ta tháo dỡ, đập cho ta, bắn. Một đoàn bảo an vào tới, bọn họ đã sớm chuẩn bị xong muốn động thủ, vừa nghe đến lời của thầy thuốc, ngay lập tức sẽ cầm gậy gộc vào tới. Hơn 10 danh bảo an chen nhau lên, chuẩn bị đem chướng bồng tháo dỡ. Vừa lúc đó, một tiếng súng vang. Phanh! Tiếng thương đinh tai nhức óc, tất cả bảo an đều ngu, từng cái lăng lăng nhìn bốn phía, chỉ thấy hơn 10 danh thủ cầm súng máy nam tử từ bệnh viện Đại Môn đi đến, sắp hiện ra tràng bao bọc vây quanh. Ken két két, thương lay động thanh âm sợ đến các nhân viên an ninh lúc đó liền quỳ xuống, từng cái hai tay ôm đầu, động cũng không dám động. Vừa mới còn khí thế hung hăng dáng vẻ, lúc này từng cái kinh sợ cùng cậu giống nhau. Trước thực lực tuyệt đối, người còn có thể cứng rắn đứng lên. Giang Sách nhìn về phía bác sĩ, cứ như vậy lạnh lùng nhìn, không nói câu nào, lúc này đây, bác sĩ đã có kinh nghiệm. Hắn hô to một tiếng, đều lo lắng làm cái gì. Vội vàng đem tiền cho người ta nhặt lên a, đều cho ta nhanh chóng điểm, nhanh. Bác sĩ cùng hộ sĩ toàn bộ đều nằm xuống, đầy đất nhặt tiền, tình cảnh kia thực sự là khôi hài nực cười. Giang Sách cũng không muốn lại theo người như thế nói nhảm nhiều, xoay người cũng vào chướng bồng. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, làm Giang Sách từ chướng bồng đi ra thời điểm, đối diện tửu điếm đã biến thành y viện. Ngoại trừ còn không có dựa theo bệnh viện kết cấu tiến hành phân chia, lắp đặt thiết bị ở ngoài, tất cả nhân viên, thiết bị đều đã đầy đủ hết. Đây chính là Giang Sách thực lực. Trong một đêm, là có thể hoàn thành một tòa bệnh viện kiến thiết. Đem chân hồng đưa qua. Là, Giang Sách chính là thủ hạ đem chân hồng đưa đến đối diện vừa mới tạo dựng lên y viện. Bởi vì là tửu điếm đổi, cho nên bên trong có rất nhiều sang trọng gian phòng. Chọn lựa một gian, phòng cho Tổng thống, làm phòng bệnh, chuyên môn làm cho chân hồng nghỉ ngơi. Đồng thời, vẫn xứng bị rồi ưu tú nhất bác sĩ cùng hộ sĩ. Cử động này, triệt để làm cho đại gia thấy được cái gì gọi là có tiền tùy hứng. Số tuổi là có thể mua một tòa tửu điếm, dễ dàng cải tạo thành y viện, đại thủ bút như vậy, toàn bộ Yến Thành sợ là chỉ có lão thiên tôn mới có thể làm đến. Na Tạ Sùng bệnh viện bác sĩ y tá mỗi một người đều khóc không được. Người nói hai người các người đại lão đớp chác, làm lại nhiều lần dưới những người này làm cái gì. Bác sĩ hai tay giơ tiền, quỳ gối Giang Sách trước mặt, nghẹn ngào nói, đây là ngài tiền chữa bệnh dùng, một phần không nhiều lắm một phần không thiếu, toàn bộ đều ở chỗ này. Đêm qua, bác sĩ nhưng là tìm nhiều cái giờ đồng hồ mới đem tất cả tiền đều nhặt được. Có chút tiền bị gió không biết thổi đi rồi nơi nào, bác sĩ còn tự móc tiền túi cho trợ cấp trên. Khổ a, Giang Sách cũng không phản ứng đến hắn, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn cùng đôi ngư rời bệnh viện, một lần nữa về tới thực tiệm thuốc, ngồi vào chỗ của mình sau đó, đôi ngư báo cáo thống suất. Có chuyện a, chiều hôm qua, người báo thù câu lạc bộ hết thảy đội viên đều tao ngộ rồi hoặc lớn hoặc nhỏ công kích. Bên ngoài người nhà cũng nhận được một cái định uy hiếp. Đặc biệt Tiêu Đông Dương, đều bị người ngăn lại, suýt chút nữa bị chặt đoạn hai tay. Hiển nhiên, đây là lão thiên tôn bắt đầu động thủ, những thứ này đều vẫn là nhẹ, dò xét tính, chân chính đại động tác còn chưa tới rồi. Giang Sách nói rằng, ta được đến rồi ngọc bài, làm cho lão thiên tôn cảm nhận được uy hiếp, rốt cục nhịn không được phát động công kích. Kế tiếp. Chúng ta sắp sửa đối mặt lão thiên tôn một vòng lại một vòng công kích, cẩn thận ứng phó a. Lời còn chưa dứt, liền nghe được dưới lầu có người hô, lão bản là ai? Đi ra, cửa hàng vệ sinh kiểm tra không hợp cách, lệnh cưỡng chế đóng cửa. Giang Sách nở nụ cười. Mới vừa nói lão thiên tôn công kích biết một vòng tiếp lấy một vòng, quả nhiên, mới công kích đã tới rồi. Kết quả là, Giang Sách đi tới lầu 1, kiểm tra tình huống. Chỉ thấy tới mấy người mặc đồng phục, mỗi một người đều vô cùng trẻ tuổi, hiêu trương bạt hổ dáng vẻ, mỗi người ánh mắt đều rất điên cuồng, một điểm không có phía chính phủ nhân viên sở hữu dáng vẻ. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất sẽ ưu tiên đổi mới ở app trên, hãy ghé thăm Su 5. CC kế tiếp tiếp tục không quảng cáo đọc miễn phí. Những thứ này, tuyệt
tuyệt đối không phải Quan Phương người. Giang Sách nói rằng, các ngươi là ai? Dựa vào cái gì tới quan tiệm của ta cửa hàng? Đối diện dẫn đầu một người tuổi còn trẻ nam tử đi ra, khinh thường nói, chúng ta là cục vệ sinh. Ngươi nơi này vệ sinh kiểm tra không hợp cách, để cho ngươi cuối cùng không tiếp tục kinh doanh, có chuyện. Giang Sách nhìn từ trên xuống dưới hắn. Trong nơi này giống như cục vệ sinh. Giang Sách nói rằng, ngươi là cục vệ sinh. Ok, đem giấy chứng nhận lấy ra cho ta xem. Nam tử nở nụ cười, ta giấy chứng nhận vì sao cho ngươi xem. Ngươi đáng là gì a? Nói cho ngươi biết, cho ngươi 15 min, đem khách hàng thanh không, cửa hàng đóng cửa, biết không? Giang Sách lại kiên trì nói rằng, một cái liền giấy chứng nhận đều không lấy ra được mặt hàng, cũng có can đảm để cho ta quan cửa hàng. Ngươi dựa vào cái gì? Nam tử kia triệt để nổi giận. Hắn quay đầu lại, dùng tay chỉ Giang Sách, hét lớn, chỉ bằng ta là cục vệ sinh chủ nhiệm cháu trai. Thì ra, lại là một cái cáo mượn oai hùng. Lúc này, đôi ngư đi tới nhỏ giọng nói rằng, thống suất, điều tra, hắn đúng là cục vệ sinh chủ nhiệm cháu trai Đồng Dương, bất quá, bản thân hắn không ở cục vệ sinh công tác, cũng không phải là Quan Phương. Nói cách khác, đây là một cái ỷ vào chính mình thúc thúc có chút hơi quyền lực, đang ở bên ngoài cáo mượn oai hùng, ỷ thế hiếp người mặt hàng. Đừng nói Đồng Dương rồi, coi như là cục vệ sinh chủ nhiệm tới, lại có sợ gì? Giang Sách phất ống tay áo một cái, nói rằng, người đã không phải Quan Phương, đó cũng không có tư cách tới quan ta cửa hàng, cút đi. Ngươi nói cái gì, ngươi để cho ta cút? Không sai, phải nhốt, cũng phải là thúc thúc ngươi tự mình đến quan, ngươi không có quyền lực này. Đồng Dương nổi giận, a hát, thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám ở trên địa bàn của ta để cho ta cút. Giang Sách, ngươi chán sống. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, Giang Sách một cước đạp ra ngoài, Đồng Dương cả người liền từ cửa chính bay ra ngoài. Động thủ. 10 cái Đồng Dương cũng không phải Giang Sách đối thủ a. Đồng Dương ôm ngực, quát, mỗi một người đều lo lắng làm cái gì. Nhanh lên cho ta a. Những thủ hạ của hắn cũng không dám di chuyển, bởi vì chu vi tới mấy chục người. Giang Sách người đều đến đông đủ, liền Đồng Dương cái này 5-6 người, căn bản không phải đối thủ của người ta. Đồng Dương nóng nảy, Giang Sách, ngươi xong, ngươi triệt để xong, ta hiện tại liền cho ta chủ nhiệm thúc thúc Đồng Cương gọi điện thoại, ngươi chờ xem, lập tức Quan Phương người sẽ tới đem ngươi cửa hàng đóng cửa, ta ngược lại muốn nhìn ngươi, có phải hay không ngay cả Quan Phương người cũng dám đánh. Ở Đồng Dương gọi điện thoại đồng thời, Giang Sách đối với đôi ngư nói rằng, ngươi cũng cho cục vệ sinh đi một trận điện thoại, bằng vào ta chiến thần thân phận nói cho Đồng Cương, làm cho hắn tới một chuyến. Thuộc hạ minh bạch. Vì vậy, đôi ngư âm thầm ly khai, lấy Giang Sách chiến thần thân phận đi cho cục vệ sinh đánh một trận điện thoại. Đồng Dương cùng đôi cá điện thoại trước sau đánh tới, cũng chính là ở 2 min chênh lệch thời gian bên trong. Bên kia Đồng Cương ngay từ đầu nhận được Đồng Dương điện thoại của còn rất tức giận, sao có người lớn mật như thế, dám ấu đả cháu của hắn. Còn có vương pháp hay không? Giữa lúc Đồng Cương chuẩn bị qua đây giải quyết vấn đề thời điểm, bỗng nhiên, lại nhận được đến từ đôi cá điện thoại. Làm Đồng Cương biết chiến thần giá lâm, đồng thời còn bị cháu của mình cho uy hiếp đe dọa thời điểm, mới vừa lửa giận trong nháy mắt liền dập tắt, Đồng Cương trong lồng ngực, tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Nhanh, nhanh đi thực tiệm thuốc. Cạo điện thoại, Đồng Cương trước tiên liền đón xe chạy tới thực tiệm thuốc, chứng kiến Đồng Cương xuống xe trong chớp mắt ấy, đồng dạng cùng đôi ngư đồng thời lộ ra nụ cười. Hai người không hẹn mà cùng nói rằng, ngươi nhất định phải chết. Đồng Cương thần sắc vội vã đã đi tới, chứng kiến cái này tư thế, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì một điểm chủ nhiệm nên có dáng vẻ. Đồng Dương chân mày hơi chút nhíu một cái, bình thường thúc thúc của mình không phải cái bộ dáng này nha, làm sao ngày hôm nay đột nhiên thì trở nên đâu. Trước đây bước đi đều là vững vững vàng vàng, nhìn qua uy phong bát diện. Ngày hôm nay... Đi đường nào vậy thời điểm còn cúi đầu? Rất kỳ quái. Ở Đồng Cương đi tới bên người sau đó, Đồng Dương ngay lập tức sẽ nghênh Liễu Thượng Khứ, cười rạng rỡ nói, thúc thúc, người có thể cuối cùng là tới, cháu ngươi ta bị người đánh. Ngươi cần phải thay ta làm chủ a. Cái này bán thảm bán thật đúng là đủ. Hắn biết, cái này thúc thúc là thương yêu nhất mình, chỉ cần bán thảm bán đủ, thúc thúc nhất định sẽ hung hăng sửa chữa Giang Sách,
đem thực tiệm thuốc đóng cửa. Thế nhưng lệnh đồng dạng có chút bất ngờ chính là, thúc thúc của mình cũng không giống như là quá quan tâm chính mình, cùng quá khứ căn bản cũng không giống nhau, nhìn qua dường như có điểm là lạ. Đồng Cương đi tới trước mặt, trừng mắt Đồng Dương, chất vấn, là ngươi muốn phong ấn thực tiệm thuốc. Đồng Dương còn chưa ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, cười ha hả nói, đúng vậy. Là ta muốn phong ấn thực tiệm thuốc. Nói, hắn còn tiến tới Đồng Cương bên tai, nhỏ giọng nói rằng, chuyện này là lão thiên tôn bên kia an bài xuống, đem thực tiệm thuốc che, ta có thể thu được một số lớn tiền trả nước. Lời vừa mới nói xong, chỉ thấy Đồng Cương liền đem tay cho giơ lên, hướng về phía Đồng Dương mặt của chính là một cái tát. 3. Một tát này phiến, trực tiếp liền đem Đồng Dương cho phiến mục trừng khẩu ngốc, đầu váng mắt hoa. Có ý gì? Cái này, đến cùng tình huống gì a? Thúc thúc, làm sao một cái ý tứ a? Đồng Dương bưng mặt mình, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Đồng Cương nổi giận nói, nhân gia yên lành cửa hàng mở ra, người không có bất kỳ căn cứ sẽ phong ấn. Ai cho ngươi quyền lực? Cái này. Đồng Dương choáng váng. Cái này còn cần gì lý do sao? Không phải muốn phong ấn có thể phong sự tình sao? Không đợi Đồng Dương phản ứng kịp, Na Đồng Cương liền vung tay lên, nói rằng, cái này đồ hỗn hào lấy việc công làm việc tư, ngày hôm nay ta Đồng Cương còn đại nghĩa hơn diệt hôn, người đâu, đưa cái này đồ hỗn hào bắt lại cho ta, đưa đi bót cảnh sát. Là, lập tức, vài tên cảnh viên cứ tới đây đem Đồng Dương bắt được. Không chỉ là Đồng Dương, ngay cả cùng Đồng Dương cùng đi đến vài tên đồng bọn cũng cùng nhau toàn bộ đều bị bắt. Một cái cũng không thiếu, toàn bộ đều bị mang đi. Cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đồng Dương đây là tự làm tự chịu a, hắn một chiếc điện thoại đánh tới, vốn muốn để cho mình thúc thúc vội tới chính mình giữ gìn lẽ phải, kết quả là lại đem chính mình đưa vào đi. Xách xách xách, lại nói tiếp thực sự là đủ khôi hài. Kỳ thực, hiện trường biết chân tướng cũng không có mấy người, Đồng Cương biết rõ, nhà này thực tiệm thuốc. Đây chính là chiến thần mở. Thổi hùng tâm báo tử đảm, dám phong ấn chiến thần tiệm. Ha ha! Đồng Cương lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói rằng, Giang lão bản, sự tình hôm nay là chúng ta có nhiều không đúng. Xin hãy tha thứ. Giang Sách khoát tay áo, đồng chủ nhiệm có thể quân pháp bất phị thân, điểm này ta vô cùng bội phục, hôm nay nho nhỏ sự kiện cũng không tính cái gì, chỉ hy vọng đồng chủ nhiệm không nên khinh dịch buông tha lệnh điệt. Nhất định, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha. Nói xong, Đồng Cương hất tay một cái, mang theo mọi người ly khai hiện trường, trận này trò khôi hài xem như là kết thúc. Lão Thiên Tôn năm lần bảy lượt công kích, toàn bộ tan rã, Giang Sách cuối cùng không bị thương chút nào. Đợt thứ nhất, toàn thắng. Giang Sách cùng đôi ngư cùng nhau về tới thực tiệm thuốc bên trong. Đi tới lầu ba ngồi xuống. Đôi ngư cho rót chén trà. Vừa cười vừa nói, đầu tiên là an bài các lộ sát thủ, ngay sau đó lại là tới cửa phòng ấn quán, lão thiên tôn thủ đoạn không khỏi cũng quá thấp kém hơi có chút, ở đâu có một điểm kiêu hùng nên có bản sắc. Giang Sách nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói rằng, hắn có được cho cái gì kiêu hùng. Hắn có thể chiếm giữ Yến Thành, dựa vào là chính là thấp kém thủ đoạn, dựa vào là phệ tâm tán. Đã không có phệ tâm tán, tài nghệ của hắn kham ưu. Đôi ngư nói rằng, chúng ta đây phải cẩn thận một điểm. Muôn ngàn lần không thể ở bên trong thân thể phệ tâm tán, nếu không, sẽ bị lão thiên tôn khống chế. Đây là khẳng định. Giang Sách còn không có ngu xuẩn đến, sẽ bị lão thiên tôn dùng phệ tâm tán khống chế tình trạng. Uống xong trà, Giang Sách nói rằng, thời gian không còn sớm, chúng ta đứng dậy đi khác thủ chi ra a. Tiến thêm một bước điều tra có quan hệ phệ tâm tán cùng long mạch sự tình. Là. Sau đó, đôi ngư lái xe, mang theo Giang Sách đi trước khác thủ chi ra. Ngày hôm nay sẽ so với hôm qua thuận lợi nhiều. Hôm nay Giang Sách không có gặp phải bất kỳ ngăn cản. Phi thường thuận lợi liền tiến vào đến rồi tiếp đãi phòng khách, dù sao cũng là tay cầm ngọc bài nhân, toàn bộ khác thủ chi ra 90% địa phương, Giang Sách cũng có thể tự do ra vào. Hắn dựa theo ước định, cùng Tương Y Vân làm cơm nước. Bất quá. Hôm nay Giang Sách nhưng không có chứng kiến gia chủ Tương Huân, cái kia như là vampire vậy nam nhân, cứ như vậy thần kỳ tiêu thất. Cũng không biết là không phải cố ý ẩn núp tìm không thấy Giang Sách.
Cơm nước sau khi làm xong, Tương Y Vân đi ra ăn cơm. Ân, Giang Sách, ngươi làm cơm nước quả nhiên rất phù hợp khẩu vị của ta, ăn ngon. Tương Y Vân nhất khẩu khẩu ăn, Giang Sách ở một bên nhìn, cũng không có bất luận cái gì gây rối hành vi. Đang ở Tương Y Vân ăn vài miếng sau đó, bỗng nhiên mở miệng nói, Giang Sách. Ba ta cho ngươi ngọc bài a. Là. Vậy ngươi có thể tự do xuất nhập khác thủ chi ra tuyệt đại đa số địa phương. Vấn đề là, người mỗi ngày liền tới nấu cơm cho ta một hồi này võ thuật, có thể đi đâu? Giang Sách sửng sốt một chút, có ý tứ. Tương Y Vân cũng không ngẩng đầu lên nói, hiện tại ta muốn ăn, ta thích một người ăn, ngươi, cũng không cần ở nơi này theo ta rồi, muốn đi đâu thì đi đó. Giang Sách cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là Tương Y Vân cố ý trợ giúp chính mình. Quả thực, nếu như mỗi ngày Giang Sách chính là buổi trưa tới cùng Tương Y Vân làm cơm, na đạt được ngọc bài thì có ích lợi gì? Còn chưa phải là nơi nào đều đi không được. Hiện tại Tương Y Vân cố ý nói ra lời nói này, chính là cho Giang Sách cơ hội, làm cho Giang Sách có thể tự do hành động. Tương Y Vân nói bổ sung, ta ăn, không vui nhưng là không chậm, chỉ ngươi chuẩn bị cho ta cái này mấy món ăn, ước đoán 30 min là có thể ăn xong a, chính ngươi nắm chặt tốc độ. 30 min, đã đầy đủ dài quá, lấy Giang Sách năng lực đủ để kiểm tra rất nhiều nơi. Nhân gia đều đã với ngươi khách khí như vậy, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Giang Sách cũng không nói cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Tương Y Vân nhìn Giang Sách bóng lưng, tự lẩm bẩm ân. Nếu như là Giang Sách tới thống trị Yến Thành, vẫn tốt hơn lão thiên tôn tên biến thái kia. Giang Sách, cơ hội cho ngươi, hy vọng chính ngươi cố gắng nhiều hơn. Nói xong, Tương Y Vân tiếp tục cúi đầu ăn, tuyệt không sốt ruột, thậm chí còn cố ý thả chậm tốc độ ăn cơm, chính là muốn cho Giang Sách nhiều, tranh thủ, một chút thời gian. Giang Sách, thì cầm ngọc bài, từ đại sảnh cửa hông đi ra ngoài, bắt đầu chính thức nghiên cứu cái này cổ bảo. Nhìn bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Đầu tiên cổ bảo cho Giang Sách cảm giác đầu tiên chính là một cái chữ, lớn. Từ chân núi nhìn thời điểm cảm giác còn không có cái gì. Thực sự đưa thân vào bên trong thời điểm, sẽ cảm giác được cái này cổ bảo lớn biết bao rồi, hơn nữa bên trong thông đạo bốn phương thông suốt, rất nhiều, giống như là mê cung giống nhau. Cho dù Giang Sách thông minh tuyệt đỉnh, muốn ở ngắn ngủi 30 min bên trong liền đem nơi đây làm cho rõ ràng, độ khó vẫn là tương đối lớn. Ngược lại cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, Giang Sách cũng không sốt ruột chạy khắp nơi, mà là có kế hoạch từng điểm tiến hành phân tích, cũng chậm rãi tra xét. Cuối cùng, thời gian không phụ hữu tâm nhân, Giang Sách vẫn có thu hoạch. Khi hắn đẩy ra cổ bảo một cánh cửa gỗ, phía sau cư nhiên xuất hiện một cái hoa viên, đây là một cái không tầm thường hoa viên. Ở chỗ này, có rất nhiều hoa. Đủ loại, nhan sắc, cao thấp mỗi người không giống nhau, đồng thời đều chán phóng, xinh đẹp vô cùng. Sở dĩ nói nơi này có chỗ bất đồng. Là bởi vì nơi này hoa cũng không phải là bình thường ở vườn hoa hoặc là chậu hoa bên trong sinh trưởng, mà là sinh trưởng ở trên cây. Nói đúng ra, là sinh trưởng ở trên cây khô. Ở trong hoa viên có từng viên một người ôm ấp lớn nhỏ cây, cũng không cao, 3 đến 4 mét bộ dạng, ở trên cây khô sinh trưởng các loại các dạng đóa hoa. Những đóa hoa này rất kỳ quái, giống như là ký sinh trên tảng cây giống nhau. Giang Sách nhìn có điểm nghi hoặc. Đây là chiết cây sao? Thế nhưng cũng không có nghe nói qua. Đem các loại các dạng đóa hoa, chiết cây đến trên thân cây, cảnh tượng như vậy, có một loại cảm giác đã từng quen biết. Bỗng nhiên, Giang Sách trong đầu xuất hiện 3 chữ, người sống đời sống thực vật. Đúng rồi. Còn nhớ ở Giang Nam khu thời điểm, Giang Sách đã từng chặn được một cái nhóm lão thiên tôn đưa qua, thuốc, những thuốc kia, chính là người sống đời sống thực vật. Này nhân loại bình thường trên người bị chiết cây một cái chủng kỳ quái hoa. Cái loại này hội hoa xuân không ngừng hút loài người tinh túy, đem nhân loại trở thành chất dinh dưỡng cho hấp thu hết, cuối cùng nở rộ ra tươi đẹp đóa hoa. Loại hoa này, là khắc chế phệ tâm tản duy nhất, giải dược. Bất quá cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hoa luôn luôn khô héo thời điểm, dược hiệu luôn luôn đi qua thời điểm, làm hoa hiệu quả mất. Phệ tâm tản độc tính sẽ một lần nữa phát tác, chính là bởi vì như vậy, mới có thể cần mỗi tháng đều đi dùng giải dược. Cái này, cũng là lão thiên tôn khống chế Yến Thành thủ đoạn. Nghĩ đến đây,
Giang Sách đi nhanh lên đến rồi thân cây bên cạnh, bắt đầu nghiên cứu nảy hoa, nhìn có phải hay không cùng chính mình tưởng tượng giống nhau. Vừa nhìn phía dưới, phi thường thất vọng. Những thứ này hoa đô là phi thường thông thường hoa, căn bản cũng không phải là cái loại này biết mỗi thời mỗi khắc đều tiến hành hấp thu hoa, vậy cũng không phải là chiết cây ở người sống đời sống thực vật trên người hoa. Bất quá! Hoa mặc dù không là, nhưng cái này chiết cây tay pháp, có lẽ là một đầu manh mối. Tiểu tử, nhìn cái gì chứ? Đang ở Giang Sách chăm chú suy tính thời điểm, bỗng nhiên, phía sau truyền tới một lão giả thanh âm, Giang Sách nhìn lại, mới phát hiện là một gã đầu tóc bạc trắng lão giả cầm các loại công cụ đã đi tới. Giang Sách chắp tay, vừa cười vừa nói, vãn bối Giang Sách. Là tuân thủ nghiêm ngặt nhà mới mướn đầu bếp, ở tiểu thư lúc ăn cơm rảnh rỗi không có việc gì, liền đến chỗ đi một chút. Nhìn đến đây đóa hoa khá là đẹp đẽ, liền không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Lão đầu tử kia cười ha hả nói, đó là tự nhiên, những thứ này cũng đều là ta hao tốn nửa cuộc đời tâm huyết nghiên cứu đi ra thành quả, đẹp không? Giang Sách gật đầu, xinh đẹp, không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào. Lão nhân nói rằng, gọi Trần lão là được rồi, ta là tuân thủ nghiêm ngặt nhà hoa tượng, ở chỗ này đều công tác hơn nửa đời người rồi. Không có yêu thích khác, chính là thích các loại hoa. Giang Sách nói rằng, Trần lão trồng hoa trình độ thật đúng là không bình thường, người khác đều là đem hoa trồng ở vườn hoa, chậu hoa trong, ngài lại đem hoa trồng ở rồi trên cây, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Trần lão đi tới, một bên kiểm tra hoa của hắn, một bên hồi đáp chính là yêu dằn vặt lung tung thôi. Kỳ thực trồng ở vườn hoa, chậu hoa bên trong cũng không còn cái gì không tốt, chỉ bất quá cùng trồng ở trên cây khô so với, thiếu một chút vật. Thiếu cái gì? Công kích tính. Ân. Giang Sách sửng sốt một chút, lần đầu tiên nghe nói, hoa còn có công kích tính. Vãn bối nghe không hiểu, cũng xin lão tiên sinh nhiều chỉ điểm. Trần lão nói rằng, kỳ thực rất đơn giản a, người đem hoa trồng ở vườn hoa, chậu hoa trong, mỗi ngày cho nó bón phân, tưới nước, na hoa trên cơ bản không có bất kỳ phiêu lưu, mỗi ngày, vui chơi giải trí có thể mở ra. Thế nhưng... nếu như người đem những này hoa chiết cây đến rồi trên cây khô lại bất đồng. Đầu tiên, những thứ này hoa đã không có trực tiếp hấp thụ chất dinh dưỡng điều kiện. Chúng nó muốn trữ hàng, nhất định phải từ cây trên người cướp đoạt chất dinh dưỡng. Cây, biết vô duyên vô cớ đem tự thân chất dinh dưỡng cho hoa. Hiển nhiên là sẽ không. Cho nên, tuyệt đại đa số hoa sẽ ở đây trong cả quá trình héo rũ, tử vong, tựa như người thấy cái này đầy sân hoa. Cuối cùng có thể còn sống, sợ là một đóa cũng không có. Thời gian dài, có thể sống 3-4 ngày. Thời gian ngắn, nửa ngày không đến liền khô héo. Đang nói chuyện võ thuật, Giang Sách đều đã chứng kiến một đóa hoa khô héo. Vừa mới còn tiên diễm nở rộ đóa hoa, cứ nói ngắn ngủi này mấy phút, liền thay đổi hoàn toàn nhan sắc, héo rũ điêu linh, tốc độ quả thực quá nhanh. Giang Sách nói rằng, xem ra, những thứ này bị nũng nịu bồi dưỡng hoa. Muốn từ cây trên người hấp thụ chất dinh dưỡng, nhất định phải để cho mình trở nên hung ác độc địa, tràn ngập công kích tính. Trần lão phi thường thưởng thức nhìn Giang Sách, giơ ngón tay cái lên, thanh niên nhân, ngộ tính không sai. Lão nhân công tác của ta, chính là mỗi ngày đem vô số hoa gả nhận được trên cây, sau đó chậm rãi đợi. Các loại có thể bồi dưỡng được công kích tính, từ trên cây khô hấp thụ chất dinh dưỡng bỏ ra hiện tại. Giang Sách hỏi, na sau đó. Xuất hiện loại công kích này tính hoa, lại nên làm như thế nào? Trần lão tự tiếu phi tiếu nhìn Giang Sách, trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, lúc đầu việc này không nên với ngươi một ngoại nhân nói. Thế nhưng ta xem ngươi rất hữu duyên phân, tới, để cho ngươi nhìn lão phu thành quả. Nói, Trần lão thả tay xuống bên trong tên sự tình, mang theo Giang Sách đi hướng trong sân một cánh cửa sắt, móc ra chìa khóa đem mở ra. Ở cửa sắt đẩy ra trong chớp mắt ấy. Giang Sách cả người đều ngẩn ra. Nếu như nói, hoa viên tựu như cùng thiên đường thông thường, khắp nơi đều nở rộ lấy đóa hoa xinh đẹp, như vậy, cái này phía sau cửa sắt căn phòng. Chính là nhân gian luyện ngục. Đây là một cái xấp xỉ 200 thước vuông gian phòng, là một cái phòng nghiên cứu. Ở bên trong, có một cái lại một cái lồng sắt, từng cái lũy khởi tới, từ mặt đất vẫn lũy đến rồi trần nhà. Từng cái bên trong lồng tre đều giam giữ tiểu động vật. Thỏ, mèo,
cẩu cẩu, chuột trắng nhỏ, con nhím cùng với các loại loài chim. Các loại các dạng động vật đều có. Nếu không nhìn kỹ, biết cho rằng đây là một cái tranh hoa điểu thị trường gì gì đó, nhưng nếu như ngươi mở to hai mắt đi tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện trong đó môn đạo. Không thích hợp. Nơi này từng cái động vật, đều không đúng tinh thần. Đơn giản là, ở từng cái động vật trên người, đều nở rộ lấy tất cả lớn nhỏ đóa hoa. Lại một lần nữa, người sống đời sống thực vật, ba chữ xuất hiện ở Giang Sách trong đầu, một màn trước mắt đi theo Giang Nam Khu thấy tràng diện rất gần rồi. Tuy là bên trong lồng che giam giữ không phải nhân loại, nhưng đúng là động vật a. Đem đóa hoa như vậy thực vật, chiết cây đến rồi động vật trên người, đây là bực nào tàn nhẫn thêm chuyện bất khả tư nghị. Giang Sách nuốt nước miếng một cái, tim đập đều tăng nhanh. Nơi đây, quả thực giống như là đi thông địa ngục thông đạo, vừa mới còn cảm thấy sắc mặt hiền hòa Trần Lão, lúc này ở Giang Sách trong mắt nhất định chính là ma quỷ, chính là ma vương. Trần Lão lại không thèm để ý chút nào. Hắn đi thẳng vào, chỉ vào từng cái lồng sắt, phi thường đắc ý nói, tiểu huynh đệ, ngươi thấy không có, những thứ này chính là ta cả đời kiệt tác. Ta ngoại trừ là một cái hoa tượng ở ngoài, vẫn là một gia sắc bác sĩ, ta kỹ thuật chiết cây, không riêng có thể đem hoa chiết cây đến trên cây khô, càng có thể đem hoa chiết cây đến động vật trên người. Ngươi vừa mới không phải hỏi ta, bồi dưỡng được công kích tính hoa, sau đó làm cái gì? Hiện tại ta cho ngươi biết, khi ta bồi dưỡng được cụ bị công kích tính hoa sau đó, sẽ bắt bọn nó chiết cây đến tiểu động vật trên người. Bất quá động vật kháng tính nếu so với thân cây mạnh hơn nhiều, hơn nữa động vật cùng thực vật trời sinh vốn có bài xích tính, loại này chiết cây phi thường khó. Mặc dù có thể thành công chiết cây, phần lớn hoa công kích tính, cũng tuyệt đối không có cường hãn đến có thể từ nhỏ trên thân động vật hấp thụ chất dinh dưỡng trình độ. Cho nên, ở chỗ này hoa, cũng sẽ có 99% diệt vong. Cuối cùng, chỉ có không đến 1% hoa, có thể ngoan cường còn sống sót. Từ nơi này một ít động vật trên người hấp thụ chất dinh dưỡng. Nói cách khác, phải bồi thường ra một đóa hợp cách hoa, phải từng trải thân cây, tiểu động vật cái này hai tầng sàng chọn. Tàn nhẫn, không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, vẻn vẹn cũng chỉ có hai tầng sao. Người khác không biết, Giang Sách nhưng là biết đến, những thứ này hoa sau cùng quy túc cũng không phải là tiểu động vật, mà là nhân loại. Cuối cùng. Là muốn bồi dưỡng ra, người sống đời sống thực vật. Cho nên, vẻn vẹn đi qua hai cửa trước còn chưa đủ. Hẳn còn có ải thứ ba tồn tại. Giang Sách trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang, hỏi Trần Lão, na cửa thứ ba đâu? Trần Lão sửng sốt một chút, cái gì cửa thứ ba? Giang Sách khẽ cười một tiếng, chính là cuối cùng đem những này công kích tính cực mạnh hoa, chiết cây đến nhân loại trên người a. Hiện trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Trần Lão cũng không nói gì bất luận cái gì một câu nói, Giang Sách cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy vai sóng vai đứng, cùng nhau nhìn bên trong phòng này quỷ dị động vật. Bầu không khí, có điểm yêu dị. Qua hồi lâu, Trần Lão chỉ có sờ sờ râu mép, nói rằng, tiểu huynh đệ, người quá phận a. Đem đóa hoa chiết cây đến nhân loại trên người, đây chính là chuyện phạm pháp. Lão nhân ta nhưng cho tới bây giờ không biết làm cái loại này chuyện phạm pháp. Ha ha, nói thật đúng là đường hoàng. Bất quá cũng là đương nhiên, ai sẽ cố ý thừa nhận loại chuyện như vậy. Giang Sách gật đầu, cố ý vừa cười vừa nói, ha ha, ta đương nhiên biết điểm này, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, Trần Lão không lấy làm phiền lòng. Trần Lão cũng cười, cái chuyện cười này, thật đúng là không buồn cười a. Hai người liếc nhìn nhau. Riêng mình trong lòng đều tràn đầy các loại suy tính. Lúc này, Giang Sách điện thoại di động vang lên, hắn định 30 min đã đến giờ, hôm nay thăm dò, kết thúc. Giang Sách nhìn thoáng qua điện thoại di động, cười nhạt, nói rằng, Tưởng tiểu thư cũng nhanh ăn xong rồi, ta muốn đi về trước, Trần Lão, ngày hôm nay cùng ngài nói chuyện làm cho vãn bối thu ngân lương đa. Trước lúc ly khai, vãn bối có một yêu cầu quá đáng, cũng xin Trần Lão cần phải đồng ý. Trần Lão sờ sờ râu mép, vừa cười vừa nói, ngày hôm nay cùng tiểu huynh đệ nói chuyện phi thường hài lòng, có cái gì thỉnh cầu cứ nói đi, có thể giúp một tay, lão nhân ta nhất định giúp vội vàng. Kết quả là, Giang Sách liền đưa tay chỉ phía ngoài này hoa, nói rằng, Trần Lão, có
có thể hay không đem trong đó một đóa bồi dưỡng hoa biếu tặng cho ta. Con người của ta, rất ưa thích hoa hoa thảo thảo. A hát, Trần lão hé mắt, tự tiếu phi tiếu nói rằng, tặng cho ngươi một đóa hoa không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ, ta sẽ không hôn tay giúp ngươi gỡ xuống. Có thể hay không đem na hoa mang đi, thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Đa tạ, Giang Sách chắp tay. Vì vậy Giang Sách liền đi tới trước cây khô, nghiêm túc quan sát. Tìm được một đóa đã nở rộ hơn nữa có thể hấp thụ thân cây chất dinh dưỡng cụ bị công kích tính hoa. Giang Sách đưa tay cầm lên một cái hộp, sau đó lợi dụng hiện trường công cụ, phi thường buông lỏng liền đem đóa hoa này lấy xuống. Thủ pháp vô cùng thành thạo, tuyệt không như là lần đầu tiên lấy hoa dáng vẻ. Cái này, chính là thiên phú. Giang Sách đem hoa thu vào, lại chắp tay, đa tạ Trần lão ban thưởng hoa. Trần lão khoát tay áo, không cần khách khí, về sau ngươi có rảnh rỗi, còn có thể nhiều đến xem. Nhất định. Nói xong, Giang Sách xoay người rời đi. Trần lão nhìn Giang Sách bóng lưng, cả mắt đều là thần sắc yêu thích. Đối với cái này cái hậu sinh vãn bối, Trần lão có một loại không nói được yêu thích tình. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất sẽ ưu tiên đổi mới ở app trên, hãy ghé thăm Su Năm. CC kế tiếp tiếp tục không quảng cáo đọc miễn phí. Đang ở Giang Sách chân trước mới vừa rời đi, một thân ảnh từ bên cạnh một cánh cửa sau đi ra. Không là người khác, chính là Tưởng gia gia chủ Tương Huân. Người đàn ông này, thực sự giống như là vampire giống nhau, xuất quỷ nhập thần, một chút động tĩnh cũng không có. Hắn yên lặng đứng ở Trần lão bên người, mở miệng hỏi, như thế nào? Trần lão liên tục gật đầu, phi thường ưu tú. Tương Huân cảm thấy ngoài ý muốn, mấy thập niên qua, có thể từ ngài trong miệng nghe thế bốn chữ, thực sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Ngoại trừ người nam nhân kia ở ngoài, Trần lão, ngài vẫn là lần đầu tiên dùng, phi thường ưu tú, để hình dung một người. Trần lão nói rằng, Giang Sách gan dạ sáng suốt, tâm tính, thiên phú, tài nghệ đều là siêu quần bạt tụy, hắn. Hoàn toàn có năng lực kế thừa tất cả của ta bộ phận năng lực. Sau đó phải khảo sát, chính là của hắn nhân phẩm như thế nào. Nhắc tới, nhân phẩm, hai chữ thời điểm, Trần lão ánh mắt trong không rõ hiện lên vẻ bi thương. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó thống khổ chuyện cũ. Tương Huân cũng nói, đúng vậy, năng lực được rồi, nhân phẩm không đủ. Đó cũng là không được, nếu như nhân phẩm kém, na bồi dưỡng sau đó, chỉ biết chế tạo phiền toái càng lớn hơn nữa, còn không bằng không phải bồi dưỡng. Trần lão thở dài, tuổi thọ của ta không nhiều lắm, phần này, người sống chiết cây, bản lĩnh nếu như còn không truyền thừa tiếp, chỉ sợ là sẽ cùng theo ta cùng nhau vùi sâu vào dưới nền đất. Hy vọng Giang Sách không để cho ta thất vọng. Tương Huân bổ sung nói rằng, còn có một việc, Giang Sách nhưng thật ra là cùng lão thiên tôn thị tử đối đầu. A hát, Trần lão hai mắt lập tức liền sáng lên, chuyện tốt a. Tương Huân nở nụ cười, chuyện tốt, lão thiên tôn là cái gì địa vị, ngươi sẽ không sợ Giang Sách sẽ bị giết chết, năng lực của ngươi triệt để không chiếm được truyền thừa, đây chẳng phải là phi thường đáng tiếc. Trần lão mãn bất tại hồ nói rằng, lão thiên tôn cái kia đại phôi đản, cựu nhân của hắn, vậy nhất định chính là người tốt. Cái này, ta đối với Giang Sách nhân phẩm của thì càng thêm yên tâm. Tương Huân cười khổ lắc đầu. Lão thiên tôn là đại phôi đản sao? Có lẽ là a, bởi vì, lão thiên tôn từ Trần lão trong tay, đem người nam nhân kia đoạt đi, cái kia Trần lão thương yêu nhất, thưởng thức nhất môn sinh đắc ý, Trần lão duy nhất đệ tử thánh thủ thay đổi luôn. Một bên khác, Giang Sách về tới trong đại sảnh. Thời khắc này Tương Y Vân đã đang dùng khăn mặt lau miệng. Vừa vặn ăn xong rồi. Ngươi tới thật là xảo, ta đã toàn bộ đều ăn xong rồi. Giang Sách cúi đầu nhìn thoáng qua, thức ăn trên bàn được ăn hết sạch. Xem ra Tương Y Vân đây là cố ý tự cấp chính mình tranh thủ thời gian. Hắn nhịn không được nói tiếng, cảm tạ. Tương Y Vân trong đầu nhất thời cảm thấy ấm áp, giọng nói hiền hòa hỏi, thế nào, ngày hôm nay có phát hiện gì không có? Giang Sách đem hộp mở ra, bên trong là một đóa hoa. Không có gì phát hiện trọng đại, chỉ là từ Trần lão bên kia sắp tới một đóa hoa. Vẻn vẹn, một đóa hoa. Tương Y Vân hai mắt trợn to nhìn Giang Sách, vẻ mặt không dám tin biểu tình. Nói rằng, trời ạ, người chẳng lẽ đối với Trần lão đại đánh võ à? Đương nhiên sẽ không,
Giang Sách vừa cười vừa nói, là Trần lão tự nguyện cho ta. Cái này, Tương Y Vân cảm thấy ngoài ý muốn, thực sự là quá ngoài ý muốn. Giang Sách người biết, những thứ này hoa toàn bộ đều là Trần lão của quý, bình thường đụng cũng không để cho người đụng, thì càng không muốn nói đưa cho người khác. Phải, có nghiêm trọng như vậy. Giang Sách cũng cảm giác ngoài ý muốn, từ vừa mới Trần lão thái độ đến xem, cũng không phải là Tương Y Vân trong miệng cái loại này lão đầu a. Tương Y Vân lại nói, ngươi là không biết, toàn bộ trong pháo đài cổ tính cách cổ xưa nhất lạ chính là Trần lão rồi. Hắn cả đời tâm huyết toàn bộ đều ở nơi này chút hoa trên người, ai dám động đến hoa của hắn, hắn liền cùng người nào liều mạng. Coi như là ta, có một lần trải qua hoa viên, không cẩn thận giết chết một đóa hoa, kết quả bị Trần lão chửi ầm lên. Ba ta đem ta nhốt ở trong phòng trọn một tuần, tới biểu thị nghiêm phạt. Đây quả thật là phi thường khoa trương. Giống như Tương Y Vân loại thân phận này, đều sẽ bởi vì một đóa hoa mà bị Trần lão chửi ầm lên. Huống chi người khác. Nhưng Giang Sách cũng rất nghi hoặc, hắn ngày hôm nay tiến nhập vườn hoa thời điểm, Trần lão căn bản cũng không có bất kỳ tâm tình kích động. Thậm chí còn rất cẩn thận ở giảng giải các loại tình huống. Ngày hôm nay thấy Trần lão, cùng Tương Y Vân trong miệng Trần lão, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Kỳ thực Giang Sách không biết là, ngày hôm nay Trần lão đối đãi Giang Sách thái độ, là người khác căn bản là không có được, đơn giản là Trần lão coi trọng Giang Sách. Thân mắc bệnh bộc phát nặng, không còn sống lâu nữa Trần lão, ở mất đi môn sinh đắc ý sau đó, bình sinh sở học không còn có một cái đáng tin cậy nhân có thể giao phó. Lúc này Giang Sách xuất hiện, giống như là Trần lão trong đêm tối một viên lóng lánh ngôi sao. Trần lão đối với Giang Sách đương nhiên biết phá lệ yêu thích, có kiên trì. Thậm chí đem một đóa hoa đưa cho Giang Sách, cũng là muốn Giang Sách có thể càng nhiều mau hơn lý giải tài nghệ của mình. Phần tâm tình này, là theo người khác hoàn toàn bất đồng. Vô luận là Giang Sách vẫn là Tương Y Vân, bọn họ hiện nay cũng còn không biết điểm này, cho nên mới phải cảm thấy kỳ quái. Lúc này, Giang Sách hiếu kỳ hỏi, Trần lão, hắn là một cái dạng gì nhân, thì tại sao muốn chế tác những công kích này tính hoa? Về điểm này, Tương Y Vân thở dài nói rằng, tất cả đều là bởi vì một hồi bi kịch. Một hồi bi kịch. Bốn chữ này nói ra. Giang Sách cũng biết nhất định là có một làm người ta động dung cố sự. Sự tiến triển của tình hình, cũng quả nhiên dường như Giang Sách suy nghĩ. Tương Y Vân thở dài, đem phát sinh ở Trần lão trên người một đoạn khám khá chuyện cũ nói cho Giang Sách, đây là một đoạn cũng không phức tạp, lại làm cho người cảm thấy lòng chua xót sự tình. Thì ra, lúc còn trẻ Trần lão là một gã tướng mạo đẹp trai, y thuật cao siêu, y đức cao quý thầy thuốc tốt. Tiền đồ vô lượng. Tiền đồ lại tựa như cầm. Giống như vậy nam nhân, là rất chịu cô gái trẻ tuổi tử yêu thích, không biết có bao nhiêu nữ xinh xinh đẹp đều ở đây truy cầu Trần lão. Trong đó đủ một ít quý tộc thiên kim đại tiểu thư. Lấy Trần lão điều kiện, tin tưởng nhất định có thể sàng lọc chọn lựa tới một gã ưu tú bầu bạn. Đại gia cũng đều là muốn như vậy. Thẳng đến có một ngày, người nữ nhân kia xuất hiện, cải biến liễu Trần lão khi còn sống. Đó là một người dáng dấp phổ thông, điều kiện gia đình nghèo khó nữ sinh, bởi vì thân nhiễm tật bệnh lại không tiền xem bệnh, té xỉu ở trên đường, đưa tới người đi đường vây xem. Trần lão lúc đó đang lái xe đi làm trên đường, nhìn thấy đường bị trận, đã đi xuống trước xe đi kiểm tra tình huống, gặp được tên kia nằm dưới đất nữ sinh. Làm bác sĩ, Trần lão đệ nhất chức trách chính là cứu người. Vì vậy, Trần lão đem tên kia nữ sinh tiến hành rồi đơn giản xử lý sau đó, liền mang đi y viện tiến hành cứu giúp, sau lại nữ sinh cũng quả thực cấp cứu lại được rồi. Bất quá, bởi vì không có tiền, nữ sinh chưa đóng nổi tiền trị bệnh, y viện không cho đi. Trần lão sau khi biết, cực kỳ hào phóng trợ giúp nữ sinh đưa tiền, căn cứ Trần lão lời nói mà nói, tiền tài là vật ngoài thân, không có có thể kiếm lại, nhưng sinh mệnh không có đó chính là thực sự không có. Nữ sinh đối với Trần lão phi thường cảm kích. Bởi vì nữ sinh bệnh tương đối trọng, một chốc không xảy ra y viện, cho nên Trần lão thì làm sai để cho nàng nằm viện, tất cả tiền đều là Trần lão một người ra. Lấy Trần lão thu nhập mà nói, chút tiền ấy thật đúng là không coi vào đâu. Cứ như vậy, Trần lão cùng nữ sinh kia liền dần dần quen thuộc, Trần lão luôn là đi cho nữ sinh xem bệnh, đồng thời chiếu cố nàng.
câu có lời nói tốt, lâu ngày sinh tình. Đồng thời còn có mặt khác một câu nói, nam nhân bởi vì thương hại sản sinh ái tình, nữ nhân bởi vì sùng bái sản sinh ái tình. Trần lão cùng nữ sinh kia, một cái thương hại, một cái sùng bái, lại thời gian dài như vậy sống chung một chỗ, muốn không phải sản sinh cảm tình đều là không thể. Tuy là nữ sinh kia rất phổ thông, thế nhưng, Trần lão ở trên người của nàng thấy được thông thường nữ sinh không có thiện lương. Phần này hồn nhiên, phần này thiện lương, sâu đậm đả động liễu Trần lão. Vì vậy, Trần lão làm một nam nhân, dũng cảm đối với nữ sinh kia thổ lộ, nói thật, có rất ít nữ sinh có thể ngăn cản được Trần lão bày tỏ, huống chi nữ sinh kia vốn lại yêu lấy Trần lão. Nữ sinh bằng lòng liễu Trần lão bày tỏ. Chương mới nhất ở, co trên đổi mới. Lúc đó, rất nhiều nữ sinh đều vì vậy nổi máu ghen, thậm chí rất là khó hiểu, trên thế giới xinh đẹp, nhiều tiền, cao quý chính là nhiều nữ sinh rồi đi, vì sao Trần lão sẽ yêu một người dáng dấp thông thường nghèo nữ hài? Thực sự giống như là trong tiểu thuyết viết, trong tivi diễn giống nhau. Có điểm bất khả tư nghị. Bất quá, nếu không có thể tư nghị, sự tình cũng xảy ra. Trần lão rất nhanh thì chỉ tên kia nữ sinh, đồng thời cùng với nàng lâm vào bể tình, ở ngắn ngủi một năm không tới trong thời gian liền kết hôn, mang thai, năm thứ hai liền sinh một cái tiểu bảo bảo. Sự tình đến nơi đây, đều là đáng giá cao hứng, đều là hạnh phúc. Trần lão cũng cho là mình biết hạnh phúc sống hết một đời. Nhưng thế sự vô thường. Ở tại bọn hắn sau khi kết hôn năm thứ năm, thảm họa phủ xuống. Trần lão thê tử mắc bệnh ung thư, đó là nữ sinh gia tộc bệnh di truyền, âm tính di truyền, rất thật đáng buồn, Trần lão thê tử chính là phát tác. Trần lão ở dốc hết sức bình sinh sau đó, vẫn là không có có thể vãn hồi vợ tính mệnh. Cuối cùng, thê tử qua đời. Bi kịch còn chưa kết thúc, càng thêm thật đáng buồn sự tình xảy ra, Trần lão hài tử ở cách năm cũng bệnh phát, âm tính bệnh ung thư tiếp tục phát tác, đem Trần lão hài tử mệnh giã cướp đi. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm, Trần lão liên tiếp mất đi thê tử cùng hài tử, chuyện này với hắn đả kích là to lớn. Loại đau khổ này, là có thể tưởng tượng. Thời điểm đó Trần lão, mỗi ngày đều khóc thành lệ người, thương tâm tuyệt vọng, thậm chí sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu. Cũng may, đang lúc mọi người tỉ mỉ coi chừng một chút. Trần lão một chút xíu khôi phục lại. Tuy là khôi phục, nhưng Trần lão tính cách lại thay đổi, đồng thời có một cái phi thường cao quý mục tiêu cuộc sống tiêu diệt bệnh ung thư. Tiêu diệt bệnh ung thư. Đây là một cái đến nay mới thôi nhân loại đều không thể phá được thế giới tính nan đề, coi như là giang sách như vậy y thuật cao siêu người, cũng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới có thể đem tế bào ung thư cho giết chết. Quá khó khăn, căn bản là làm không được. Trần lão lại chẳng hề để ý. Là tế bào ung thư cướp đi vợ hắn cùng hài tử tính mệnh, bệnh ung thư, chính là của hắn cửu nhân. Mặc dù là hao hết trọn đời, cũng phải đem tế bào ung thư cho giết chết, tự tay báo thù. Ôm cái mục tiêu này, Trần lão không ngừng nghiên cứu, thử không biết bao nhiêu chủng phương pháp, mỗi đêm ngày nghiên cứu. Hắn như vậy, là không có biện pháp công tác. Rất nhanh, Trần lão mấy việc rồi, chặt đứt thu nhập, người cũng biến thành tiều tụy, rất nhiều người đều khuyên hắn buông tha, hắn còn trẻ, lại có y thuật cao siêu, vì sao không cố gắng công tác, một lần nữa cưới một lão bà. Nhưng Trần lão không muốn. Hắn, chính là muốn cùng bệnh ung thư làm đến cuối cùng. Hành động như vậy, đả động một cái người, lúc đó khắc thủ chi gia gia chủ, cũng chính là Tương Y Vân gia gia. Tương huân phụ thân. Tưởng gia chủ phi thường thưởng thức Trần lão, vì vậy liền đem Trần lão cho dẫn tới khắc thủ chi gia, cho hắn phân phối nhất toàn diện thiết bị, dùng tiền làm cho hắn làm nghiên cứu. Đây chính là lòng yêu tài, cùng lòng thương hại. Chút tiền ấy, đối với khắc thủ chi gia mà nói căn bản cũng không tính là gì, đồng thời, Trần lão vì báo đáp Tưởng gia chủ, cả đời đứng ở cổ bảo, phục vụ cổ bảo bác sĩ, cho Tưởng gia nhân xem bệnh. Vậy cũng là được là một cọc chuyện đẹp. Trải qua dài đến 20 năm nghiên cứu, rốt cục, Trần lão ở khắc thủ chi gia tìm được khắc chế bệnh ung thư phương pháp, đó chính là hoa. Nói đến đây, Tương Y Vân chỉ giang sách trong tay hoa, cố ý hỏi, người biết. Hoa này vì sao có thể khắc chế bệnh ung thư sao? Giang sách là một cái người cực kỳ thông minh, cũng là một phi thường thầy thuốc ưu tú, loại trình độ này vấn đề còn khó không được hắn.
Vì vậy hắn hồi đáp, những thứ này hoa đô phi thường vốn có công kích tính, nếu như thành công chiết cây đến loài người trên người, là có thể liên tục không ngừng hấp thu loài người chất dinh dưỡng. Nếu có biện pháp đem tế bào ung thư cho trở thành chất dinh dưỡng hấp thu, vậy có thể khắc chế bệnh ung thư rồi. Tế bào ung thư là một loại biến dị tế bào, là sản sinh bệnh ung thư nguyên nhân. Tế bào ung thư cùng tế bào bình thường bất đồng, có vô hạn mọc thêm, có thể chuyển hóa ôn hòa rời đi tam đại đặc điểm, có thể vô hạn mọc thêm cũng phá hư bình thường tế bào tổ chức. Sở dĩ tế bào ung thư vẫn giết không chết, cũng là bởi vì có thể vô hạn mọc thêm. Có loại này có thể vô hạn hấp thu chất dinh dưỡng lời nói, không phải vừa vặn có thể khắc chế tế bào ung thư rồi không? Duy nhất nan đề chính là ở chỗ, như thế nào làm cho tế bào ung thư biến thành hoa chất dinh dưỡng? Cái này, cần đối với hoa giống tiến hành thay đổi. Tương Y Vân vỗ tay một cái, bội phục nói, bản lĩnh của ngươi quả nhiên lợi hại. Lập tức thì nhìn ra Liễu Trần lão mục đích, quả thực. Trần lão chính là muốn lợi dụng những thứ này hoa tới trị liệu tế bào ung thư, đáng tiếc, cho tới bây giờ, cũng không có thể thành công. Trần lão đem những này nói gả nhận được trên thân động vật. Cũng chế tạo tế bào ung thư, thử được có hơn vạn loại phương thức rồi, toàn bộ thất bại. Hoa đô là hấp thu chất dinh dưỡng, không phải hấp thu tế bào ung thư, ai? Đây là đương nhiên. Đối với hoa mà nói, thân thể con người chất dinh dưỡng dễ dàng hấp thu hơn. Tại sao muốn cố sức đi hấp thu tế bào ung thư? Cái này giống như, ở trước mặt của ngươi trưng bày một bàn lớn thức ăn tinh mỹ, gà vịt thịt cá, chó lợn dê bò, người nghĩ đến mỹ thực toàn bộ đều có. Như vậy, người còn có thể muốn đi săn thú, câu cá, chính mình cố sức đi kiếm thức ăn sao? Đương nhiên sẽ không. Trực tiếp khai cật không phải tốt. Bây giờ nan đề ở nơi này. Như thế nào làm cho đóa hoa buông tha trước mắt món ăn quý và lạ mỹ vị, đi tốn sức công kích tế bào ung thư, hấp thu tế bào ung thư? Cái này, rất khó, tương đương khó. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Sách cũng là thúc thủ vô sách. Tương Y Vân nói rằng, Trần lão hao phí cả đời tâm huyết ở trên mặt này, hiện nay nhận được hiệu quả cũng liền như vậy, hiện tại Trần lão niên cấp lớn như vậy. Lại một thân tật bệnh. Sợ là đến chết cũng không nhất định có thể phá được tế bào ung thư. Giang Sách cười khổ nói, bản thân phá được tế bào ung thư chính là hạng nhất to lớn nan đề, cho tới bây giờ, toàn thế giới bác sĩ chung vào một chỗ cũng không có cách nào, Trần lão có thể làm được hiện nay tình trạng này. Đã phi thường không dễ, chí ít, Trần lão sáng tạo ra đem thực vật chiết cây đến trên thân động vật kỹ thuật. Thoại phong nhất chuyển, Giang Sách đột nhiên hỏi một câu, Tưởng tiểu thư. Na Trần lão có thể đem đóa hoa chiết cây đến nhân trên người sao? Cái vấn đề này vô cùng tặc. Không nghĩ qua là liền dễ dàng túi chữ nhật ra lời nói thật. Nhưng mà, Tương Y Vân lại vô cùng khôn khéo. Nàng mỉm cười nhìn Giang Sách, nói rằng, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, không cần nhớ ở chỗ này của ta moi ra lời. Ta hôm nay nói cho ngươi biết nhiều như vậy đã là phá lệ khai ân, nếu như không phải là bởi vì ta thích ngươi, ngươi cho rằng. Vốn còn muốn lại nói vài câu, đột nhiên, Tương Y Vân ngây ngẩn cả người. Nàng vừa mới nói gì đó. Nếu như không phải là bởi vì ta thích ngươi, Tương Y Vân cư nhiên trực tiếp cùng Giang Sách nói như vậy. Trong nháy mắt, cô bé này khuôn mặt liền đỏ cùng trái táo chín giống nhau. Nàng lập tức đứng dậy tới, cáu giận nói, Giang Sách, ngươi lớn mật. Giang Sách hoàn toàn bối rối. Chính mình có thể không nói gì à? Làm sao lại lớn mật rồi? Vừa mới rõ ràng chính là Tương Y Vân mình nói khoan khoái rồi, chả thế nào quái đến trên đầu mình. Kỳ thực, cùng nữ nhân giảng đạo lý, bản thân liền là nhất kiện không có đạo lý chuyện. Nàng nói ngươi sai rồi, vậy ngươi chính là sai rồi. Tương Y Vân bĩu môi nói rằng, Giang Sách, chú ý thân phận của ngươi, không thể đối với ta có bất kỳ ý đồ không an phận. Hanh! Nói xong. Nàng trực tiếp liền xoay người đi ra. Giang Sách đã không biết nên nói gì cho phải, nữ nhân này trở mặt thật là còn nhanh hơn lật sách, hơn nữa, chính mình rõ ràng một điểm sai lầm cũng không có. Ai? Giang Sách thở dài, đem hoa thu vào, xoay người rời đi. Bất kể nói thế nào, ngày hôm nay chuyến này không có uổng phí tới. Chiếm được một đóa hoa, còn phải biết một đoạn cố sự. Đáng giá. Giang Sách ly khai khắc thủ chi ra sau, trực tiếp về tới thực tiệm thuốc,
đi tới lầu 3, đem hộp bày ở trên bàn. Hắn cùng đôi ngư cùng nhau nhìn trên bàn hộp, mở ra, lộ ra bên trong hoa. Có quan hệ hoa cùng Trần lão sự tình, Giang Sách đều nói cho đôi ngư, thời khắc này đôi ngư cũng là vô cùng khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn không có cách nào hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Đôi ngư hỏi, xem ra, khắc thủ chi gia cùng phệ tâm tán trong lúc đó quả nhiên có phi thường sâu quan hệ, thống suất, người nói có phải hay không là khắc thủ chi gia cho lão thiên tôn cung cấp phệ tâm tán, trợ giúp lão thiên tôn đi khống chế toàn bộ Yến Thành. Giang Sách chân mày không phải triển khai. Nói không chính xác. Lấy khắc thủ chi gia lập trường mà nói, chắc là sẽ không can thiệp bất kỳ thế lực nào, cho nên bọn họ cũng tuyệt đối không thể cho lão thiên tôn cung cấp phệ tâm tán. Nhưng nếu như nói khắc thủ chi gia cùng phệ tâm tán không có quan hệ, vậy cũng không có khả năng. Từ hôm nay Giang Sách quan sát đến xem, người sống đời sống thực vật, chế tạo kỹ thuật, chính là nắm giữ ở Trần lão trong tay. Mà, người sống đời sống thực vật, chính là phệ tâm tán giải dược. Cho nên, cũng không thể được suy đoán, kỳ thực khắc thủ chi gia nắm giữ phệ tâm tán giải dược, lão thiên tôn không thể không mỗi lần từ khắc thủ chi gia lấy. Có thể có như vậy, nhưng cũng có thể tính kỳ thực cũng không cao. Nếu như là như vậy, na lão thiên tôn không phải thành khắc thủ chi gia thuộc hạ. Hơn nữa, lão thiên tôn phệ tâm tán lại là làm sao tới rồi. Đây hết thảy đều quá mức huyền nghi, trong khoảng thời gian ngắn thực sự gọi người đoán không ra. Đồng thời cũng đừng quên, lão thiên tôn trước một đời Yến Thành người thống trị, bị lão thiên tôn thay thế được người, cũng có tương tự bị phệ tâm tán khống chế tình huống. Cái này liên tiếp manh mối, đến cùng phía sau cất giấu dạng bí mật gì, thực sự gọi người khó có thể nắm lấy. Giang Sách nhìn trong hộp hoa, nói rằng, khắc thủ chi gia, trong đó nhất định còn cất giấu không thể cho người biết bí mật, xem ra ta còn phải đi nhiều mấy lần mới được. Đôi ngư còn nói thêm, thống suất, ta cuối cùng cảm giác khắc thủ chi gia là có ý làm cho ngài giải khai đây hết thảy. Giang Sách gật đầu, là, điểm này ta cũng cảm nhận được. Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ, khắc thủ chi gia muốn cùng thống suất ngài hợp tác? Không biết, Tương Huân không phải một cái dễ dàng nhìn thấu người, hiện tại nhìn bề ngoài, là hướng ta có lợi. Nhưng hắn cùng lão thiên tôn hợp tác rồi nhiều năm như vậy, một điểm tình ý cũng không có. Vẫn cẩn thận phòng bị a. Ân. Giang Sách đưa cái hộp cho khép lại, hỏi, gần nhất người báo thù câu lạc bộ bên kia có cái gì? Không tình huống mới. Đôi ngư hồi đáp, bình nước vẫn đang ngó chừng, tại lần trước lão thiên tôn liên tục ra chiêu mất đi hiệu lực sau đó, đã không có gì động tĩnh, gần nhất đều tương đối thái bình. Câu lạc bộ hiện nay liên tục thắng lợi, một đường xông vào vòng bán kết, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ cùng chí tôn câu lạc bộ ở quyết tái sân khấu gặp mặt. Đến lúc đó, chính là đem chí tôn câu lạc bộ cho kéo xuống ngựa thời điểm. Lão thiên tôn người thứ nhất lĩnh vực, sẽ bị bắt. Giang Sách nói rằng, lão thiên tôn không phải một cái hội thúc thủ chịu trói nhân. Hiện tại càng bình tĩnh, liền đại biểu lão thiên tôn càng là đang nổi lên hoạch định một đại kế. Cẩn thận một chút a, lão thiên tôn lúc nào cũng có thể phát động công kích. Là, đôi ngư an bài xong xuôi, đối với người báo thù câu lạc bộ thành viên tiến hành tốt hơn mạnh hơn bảo hộ, bảo đảm ở trận chung kết trước cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Giang Sách đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trong lòng vẻ u sầu rất nhiều. Vẽ còn tập đoàn, khắc thủ chi gia, Long Mạch. Đến tột cùng, người mới là Yến Thành chủ tể. Lần này thủy, thật sự rất tốt khàn khàn a. Cũng trong lúc đó, đang vẽ còn tập đoàn chủ tịch bên trong phòng làm việc. Môn đẩy ra, lão thiên tôn nữ nhi thân Cung Huân đi đến, mang bộ mặt sầu thảm nói, lão thiên tôn. Có ba gã, con tin, thời gian sắp đến, nhu cầu cấp bách giải dược. Lão thiên tôn là dùng phệ tâm tán khống chế Yến Thành thế lực khắp nơi. Mỗi khi bọn họ muốn phát tác thời điểm, lão thiên tôn đều sẽ phái người đi phân phát giải dược. Hiện tại, có ba người thời gian sắp tới. Lão thiên tôn nói rằng, ta sẽ cho Niếp Thiên Kỳ đánh một trận điện thoại. Ngươi trực tiếp đi tìm hắn cầm giải dược là được rồi. Thân Cung Huân nghe xong. Cũng không có trực tiếp ly khai, mà là đứng ở nơi đó, có vẻ hơi không cao hứng. Làm sao vậy? Lão Thiên Tôn hỏi. Thân Cung Huân cắn môi một cái, nói rằng, Lão Thiên Tôn, na Niếp Thiên Kỳ càng ngày càng quá phận.
trước đây còn có thể trước giờ một tuần giúp chúng ta chuẩn bị xong hết thảy giải dược, hiện tại tất cả đều là lâm thời đẩy nhanh tốc độ. Chúng ta không phải ép, hắn đều không kiếm sống. Hơn nữa, lão thiên tôn người biết, Niếp Thiên Kỳ hiện tại càng ngày càng quá phận, tháng này, hắn đã muốn mời nhiều cô nương. Tiếp tục như vậy nữa, Yến Thành nữ hài tử cũng phải người người cảm thấy bất an. Chúng ta không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ hắn như vậy làm sằng làm bậy, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Làm cho hắn khiêm tốn một chút. Đạo lý như vậy, lão thiên tôn là hiểu. Thế nhưng, bây giờ có thể trực tiếp cùng Niếp Thiên Kỳ đối nghịch sao? Phải biết rằng, Giang Sách bên kia nhưng là lời thề son sắt phải giải quyết lão thiên tôn. Loại thời điểm này tuyển trạch cùng Niếp Thiên Kỳ đối nghịch. Liền Niếp Thiên Kỳ na quái đản tính khí, sơ sót một cái chạy đi Giang Sách bên kia, làm sao bây giờ? Quyền tiểu thuyết chương mới nhất sẽ ưu tiên đổi mới ở app trên, hãy ghé thăm Su 5. CC kế tiếp tiếp tục không quảng cáo đọc miễn phí. Lão thiên tôn được trực tiếp lành lạnh. Lão thiên tôn khống chế Yến Thành dựa vào là chính là phệ tâm tán, mà phệ tâm tản giải dược, chỉ có Niếp Thiên Kỳ có thể chế tác. Chẳng khác nào lão thiên tôn có nhược điểm khống chế ở Niếp Thiên Kỳ trên tay. Vậy còn có thể không nghe người ta sao? Từng ấy năm tới nay, Niếp Thiên Kỳ là muốn thế nào được cái đó, ở Yến Thành đó là vô pháp vô thiên, mặc dù là lão thiên tôn, cũng không bị hắn để vào mắt. Lão thiên tôn rất nhiều lần đều muốn bão nổi, cuối cùng đều nhịn được. Không phải là không sức sống, mà là không thể sức sống. Vì đem Niếp Thiên Kỳ từ Trần lão bên kia, đoạt qua đây, lão thiên tôn nhưng là hao tốn không ít khí lực, toàn bộ Yến Thành có thể chế tác phệ tâm tán giải dược. Ngoại trừ Trần lão, vậy cũng chỉ có Niếp Thiên Kỳ. Niếp Thiên Kỳ, là Trần lão đệ tử duy nhất, học được Trần lão không sai biệt lắm chín thành y thuật, còn có thánh thủ vô thường xưng hào. Thánh thủ, nói là Niếp Thiên Kỳ sở hữu siêu nhất lưu y thuật. Thay đổi luôn. Nói là người đàn ông này thay đổi thất thường, tính cách quái đản, là một cái khiến người ta hoàn toàn không đoán ra nhân. Niếp Thiên Kỳ, là một cái hoàn toàn tư tưởng ích kỷ, đồng thời không sợ hãi chút nào người. Cùng người như vậy giao tiếp, thật là nhất kiện tương đương mệt sự tình. Mặc dù là lão thiên tôn, cũng rất khó giải quyết như vậy không có một người bất luận cái gì sợ hãi, càng không có bất luận cái gì lễ nghĩa liêm sỉ nhân. Ai? Lão thiên tôn thở dài, đây chính là thu được quyền lực cùng địa vị đại giới A, trên thế giới không có thập toàn thập mỹ sự tình. Chúng ta không thể mất đi Niếp Thiên Kỳ, cho nên, chỉ có thể đem hết toàn lực thỏa mãn hắn. Cung huân, người trước đi lấy giải dược A, còn như những chuyện khác, vi phụ sẽ nhớ biện pháp giải quyết. Thân cung huân chu mỏ một cái, như là bị cực đại ủy khuất giống nhau, rất không cam tâm xoay người rời đi. Hướng phía 36 lầu Tửu Trì Thịt Lâm, xuất phát. Nơi đó ở, chính là thánh thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ. Nếu như nói vẽ còn tập đoàn đại lâu văn phòng bên trong, có tầng nào là để cho thân cung huân chán ghét, đó không thể nghi ngờ chính là đệ 36 tầng, nơi này hết thảy đều làm cho thân cung huân chán ghét như vậy, thậm chí cũng không muốn tới gần một bước. Nếu như không phải mỗi tháng đều cần tới nơi này lấy giải dược, thân cung huân căn bản cũng không có thể sẽ tới nơi này. Vừa nghĩ tới 36 lầu tràng cảnh, thân cung huân liền chán ghét muốn chết. Na Niếp Thiên Kỳ cũng không biết từ nơi này nhìn đến, đã biết cái Tửu Trì Thịt Lâm, vô cùng tâm trí hướng về, vì vậy cứ dựa theo trong sách viết đi làm theo. Ở 36 lầu, có một căn phòng đơn độc dọn ra, bên trong có một to lớn ao, giống như là tư nhân hồ bơi như vậy. Sau đó, Niếp Thiên Kỳ khiến người ta hướng trong hồ rót rượu, nhưng lại đều là nhất đẳng tốt rượu, làm ra một cái tửu trì tới. Hắn mỗi ngày đều cũng muốn ngâm ở trong rượu trì mặt, động bất động còn uống. Tình cảnh kia, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta chán ghét muốn ói. Chỉ là có rượu trì đó là đương nhiên vẫn chưa đủ, còn phải có thịt lâm, ở 36 lầu một căn phòng khác, xấp xỉ 100 bằng phẳng dáng vẻ, bên trong sửa giống như là rừng rậm nguyên thủy giống nhau. Ở nơi này, rừng rậm, bên trong, treo đầy các loại các dạng thịt. Chương mới nhất ở, co trên đổi mới. Gà vịt thịt cá, heo dê bò thịt. Cái gì cần có đều có. Niếp Thiên Kỳ chỉ cần đói bụng, sẽ tới nơi đây ăn thịt. Đương nhiên, nhiều như vậy gậy thịt vốn là không ăn hết. Hơn nữa vô cùng dễ dàng hư. Cho nên,
mỗi ngày đều cần thay đổi đại lượng thịt, chỉ là cho hắn đổi thịt, liền cần một nhóm lớn nhân thủ. Tửu trì, thịt lâm, hai thứ này, thực sự bị Nhiếp Thiên Kỳ cho làm xong rồi. Vốn chỉ là viết ở trong sách tràng diện, cư nhiên thực sự phát sinh ở trong cuộc sống hiện thực. Bên kia, thực tiệm thuốc đại chủ Tào Khang Thái cũng bị theo dõi. Hắn ở ăn cơm sau đó lái xe rời đi. Trên đường, hắn hào hứng cầm điện thoại di động lên, cho ghi chú nguyên liệu nấu ăn mua đồ ăn thương đánh tới. Điện thoại đang vang lên rồi 4-5 tiếng sau đó chuyển được. Là một cái kiều tích tích giọng của nữ nhân. Hanh, Tào đại chủ, ngày hôm nay nhớ tới ta tới lạp. Đêm qua làm sao không tiếp điện thoại ta đâu. Tào Khang Thái cười ha hả nói rằng, đêm qua không phải lão bà ở nhà không, không có phương tiện. Không có phương tiện, không có phương tiện, ta xem ở đâu, ngươi chính là luyến tiếc trong nhà con cọp cái kia, tuyệt không nghĩ tới ta. Vậy làm sao nói đâu, na cọp mẹ làm sao có thể có chào ngươi. Thực sự, cái này còn không sai biệt lắm. Tào đại trù, ngày hôm nay có rảnh không? Nhân gia rất nhớ ngươi. Ngươi mau lại đây mua đồ ăn nguyên liệu nấu ăn nha, có được hay không? Cái này kiều tích tích thanh âm, đem Tào Khang Thái đều cho gọi mềm. Hắn liên tục gật đầu, cái này tới. Cúp điện thoại, Tào Khang Thái hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, dậy sớm, ôm Thái Dương, tràn đầy tránh năng lượng. Một giờ sau, xe ngừng lại. Đây là một cái nhà ngoại ô biệt thự, Tào Khang Thái kiếm tiền sau đó, dùng tiền cho mướn xuống tới. Chuyên môn cho hắn bao dưỡng tiểu tình nhân ở. Đích đích, Tào Khang Thái nhấn cái loa một cái, sau đó, cửa biệt thự mở ra, một gã ăn mặc đồng phục y tá 30 tuổi không tới thủy mị nữ nhân đi ra. Mỗi một bước, đều phải đem Tào Khang Thái linh hồn nhỏ bé câu đi ra. Cô gái này, chính là Tào Khang Thái gạt người nhà len lén bao dưỡng tiểu tình nhân Tôn Ấu Hân. Nàng đứng ở cửa, hướng về phía xe tặng này hôn gió. Tào Khang Thái lập tức thì không chịu nổi, đẩy cửa xe ra liền liền xông ra ngoài, một bả liền ôm lấy Tôn Ấu Hân, hướng bên trong phòng chạy. Ha ha ha, ma quỷ, ngươi chậm một chút lạp. Chậm không được, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Tào Khang Thái hầu gấp đem Tôn Ấu Hân ném tới phòng ngủ trên giường, hưởng thụ triền miên chi vui. Giữa lúc hắn hưởng thụ cá nước thân mật thời điểm, chuyện không nghĩ tới xảy ra. Trong lúc bất chợt, thình thịch một tiếng vang thật lớn, cửa phòng ngủ bị người dùng lực đá văng, không đợi Tào Khang Thái phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, một đám người liền vọt vào. Bọn họ giơ camera một trận quay chụp, 360 độ không góc chết, đem trên giường trần chuồng bộ dáng của hai người toàn bộ đều phách liễu hạ lai. Tào Khang Thái đều mộng ép. Là như thế nào tình huống? Biệt thự này là hắn bao tới, làm sao còn có người khác xông tới? Là cảnh sát vẫn là ký giả, hay hoặc giả là người nhà của mình. Cũng không giống a. Dừng tay, không muốn vỗ. Tào Khang Thái nổi giận nói, các ngươi đều là người nào. Lúc này, một gã ăn mặc tây trang đánh cả vạt vóc dáng cao nam tử đi đến, hắn mỉm cười, hướng về phía người trên giường nói rằng, thực tiệm thuốc đại chủ Tào Khang Thái tiên sinh ngài khỏe. Ta là Tân Văn Báo xã chủ biên Đỗ Chính, đây là ta danh thiếp. Hắn rất lễ phép đem danh thiếp đưa tới. Tào Khang Thái hầu nghi nhận lấy, Đỗ Chính. Không biết, ngươi mang nhiều người như vậy xông vào nhà của ta, muốn làm gì? Đỗ Chính cười cười, rời cái ghế ngồi xuống. Nói rằng, Tào đại chủ, chuyện là như vậy. Hiện tại với ngươi nằm trên một cái giường Tôn Ấu Hân, là của ta thê tử, mời ngay bây giờ tình huống cho ta một hợp lý giải thích. A, à, Tào Khang Thái nhìn Đỗ Chính, lại nhìn Tôn Ấu Hân. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn sốt ruột hỏi Tôn Ấu Hân, ngươi không phải ly dị nữ giáo sư sao? Tôn Ấu Hân nhún vai, một bên mặc quần áo vừa nói, là muốn ly hôn, nhưng thủ tục còn không có xong xuôi nha. Nghe nàng lời này, Tào Khang Thái cũng biết xong. Đã biết là bị sắc đẹp cám dỗ, chúng tiên nhân khiêu rồi, đối phương là phu thê, liên hệ tay tới hãm hại chính mình, ảnh chụp, video đều chụp được tới. Chỉ cần đối phương đi cáo, chính mình 100% thua kiện. Sự nghiệp, gia đình, nhân sinh, toàn bộ chơi xong. Tào Khang Thái tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Đỗ Chính hỏi, muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Đỗ Chính cười ha ha,
vỗ tay nói rằng, ta liền thích cùng người thông minh việc buôn bán, không cần ta mở miệng, chính mình liền ngộ ra tới. Đi, nếu Tào đại chủ ngài đều nói như vậy, ta cũng không nhất định thừa nước đục thả câu. Giá tổng cộng, 1 triệu. 1 triệu. Ngươi tại sao không đi đoạt? Tào Khang Thái khuôn mặt đều tái rồi, chính mình trộm cái tinh mà thôi, cần 1 triệu. Đây cũng quá đờ cây em đắt. Không được, quá mắc. Đắt, Đỗ Chính nói rằng, chê đắt lời nói. Ngươi có thể hiện tại đi liền, ta không ngăn cản ngươi. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chỉ cần bước ra cái đại môn này, ngươi hết thảy ảnh chụp, video sẽ truyền lên đến online, ta cũng sẽ đi bót cảnh sát cáo ngươi. Tào Khang Thái đều phải khóc. Đến lúc đó còn chưa phải là thân bại danh liệt. Đỗ Chính chỉnh sửa một chút áo, nói rằng, 1 triệu mà thôi, đối với Tào đại chủ ngài mà nói, không coi vào đâu a. Thực tiệm thuốc đại chủ tiền lương, nửa phút là có thể kiếm về. Tào Khang Thái khóc không ra nước mắt, người đây là xảo trá. Người đây là vơ vét tài sản. Phải, vậy người có thể không để cho a, người đi a. Ta, Tào Khang Thái tương đương tuyệt vọng, đi. Đi chính là thân bại danh liệt, đi chính là hai bàn tay trắng. Không thể đi. Đang giãy giụa củ kết thật lâu, hắn thở dài. Nhận. Nếu như dùng tiền có thể đem sự tình bãi bình, thế là tốt rồi rồi. Tốt, 1 triệu, ta cho ngươi. Này mới đúng mà, Đỗ Chính xuất ra một bộ điện thoại di động, nói rằng, 1 triệu, ngươi chuẩn bị làm cho người nào đưa tới. Ta giúp ngươi đánh, là để cho ngươi nữ nhi tiễn. Hãy để cho lão bà ngươi tiễn. Không phải, đều không phải là. Tào Khang Thái suýt chút nữa không có hù chết. Nếu để cho lão bà, nữ nhi biết mình bao nuôi tình nhân, còn tao ngộ tiên nhân khiêu, mặt kia còn cần hay không? Gia đình nhất định phải sụp đổ. Hắn suy nghĩ một chút, cho rằng có một phi thường đáng tin người. Nhất định có thể giúp hắn vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Cho ta bản thân gọi điện thoại. Hắn biết giúp ta. Đỗ Chính gật đầu, tốt. Lập tức, hắn từ trên một tờ giấy tìm kiếm ra Dương Cảnh điện thoại của, sau đó gọi tới, rất nhanh điện thoại liền tiếp thông. Đối diện truyền đến Dương Cảnh thanh âm, uy, vị nào? Tào Khang Thái trả lời ngay, là ta. Tào Đại Trù, ngài đổi di động số. Không phải, trước không nói cái này, ta hiện tại cần ngươi giúp ta một chuyện. Tào Đại Trù xin mời ngài nói. Hiện tại lập tức chuẩn bị 1 triệu, mang tới Thúy Đình Hồ biệt thự tới, 28 đống. 1 triệu, tại sao phải nhiều như vậy? Đừng hỏi, mau dẫn tới. Dương Cảnh do dự một chút, Tào Đại Trù, 1 triệu không phải số lượng nhỏ, ngài nhưng thật ra hơi chút nói với ta một cái, muốn làm cái gì nha? Tào Khang Thái ấp úng nói không nên lời. Lúc này, Đỗ Chính đem điện thoại di động đoạt lại nói rằng, là như thế này. Các người Tào đại chủ ngủ chớ nên ngủ nữ nhân, cần cầm một điểm tiền đi ra làm bồi thường, hiểu chưa? Cái này còn có thể không rõ. Dương Cảnh một cái chợt nghe đã hiểu, trầm mặc hồi lâu sau, cho ra trả lời là, các người không nên thương tổn Tào đại chủ, ta lập tức xoay tiền. Cúp điện thoại, Dương Cảnh rơi vào trầm tư. Cứu hay là không cứu? Cứu, Tào Khang Thái biết cảm kích chính mình, đồng thời cũng có một cái bó lớn chui rơi vào trên tay mình. Không phải cứu, Tào Khang Thái thân bại danh liệt, thực tiệm thuốc đệ nhất chủ vị trí khó giữ được, Na Dương Cảnh chính mình không phải liền có cơ hội thượng vị. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được hưng phấn. Tào Khang Thái, ngươi già rồi, cũng nên thoái vị rồi. Đang kiên nhẫn chờ đợi 20 min sau đó, Dương Cảnh một lần nữa đánh tới điện thoại. Dùng phi thường đáng thương thanh âm nói rằng, 1 triệu nhiều lắm, ta thu thập không đủ, trước cho 20 vạn có thể chứ. 1 triệu biến thành 200 ngàn. Kẻ ngu si mới chịu đáp ứng. Đỗ Chính ngay lập tức sẽ cúp điện thoại, không có lại để ý tới Dương Cảnh. Nhìn cắt đứt điện thoại di động, Dương Cảnh lộ ra gian trá nụ cười. Vui vẻ nói rằng, Tào Khang Thái, lúc này ta xem ngươi còn có chết hay không. Cùng lúc đó, tại biệt thự bên trong. Đỗ Chính thở dài, đối với Tào Khang Thái nói rằng, Tào Đại Trù, vừa mới Dương Cảnh lời nói ngươi cũng nghe đến rồi. Xem ra huynh đệ của ngươi cũng không để bụng ngươi a. Tào Khang Thái vừa vội vừa tức. Hắn không rõ vì sao Dương Cảnh phải làm như vậy. 1 triệu mà thôi, Dương Cảnh nửa phút có thể hoàn thành sự tình, hắn dám nói không có.
tức chết ta cũng. Tào Khang Thái cắn răng, có một loại dao trái tim nuôi chó ác tâm. Đỗ Chính tiếp tục nói, ngươi còn có ai điện thoại có thể đánh? Còn có ai? Không có. Mất mặt như vậy mất mặt sự tình, người nhà là khẳng định không thể nói, mà thân tín của mình trong, có thể điều động 1 triệu tiền bạc, chỉ có Dương Cảnh một người. Thật là muốn đem hắn bước cho trên tuyệt lộ a. Lúc này, Đỗ Chính cung cấp một con đường khác, nếu như ngươi chịu giúp ta một chuyện nhỏ, đối với thực tiệm thuốc làm một điểm nhỏ động tác, như vậy chúng ta sổ sách, liền xóa bỏ. Then chốt tới, Tào Khang Thái cũng không phải ngu xuẩn, hắn đương nhiên biết mình một cái đầu bếp, cũng không có to lớn gì giá trị, đối phương chân chính muốn đối phó chính là sau lưng thực tiệm thuốc. Nói đúng ra, là muốn đối phó Giang Sách. Tào Khang Thái hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Đỗ Chính cười ha hả nói, kỳ thực rất đơn giản, chính là để cho ngươi trở về, mang theo dưới cờ tất cả đầu bếp cùng nhau từ chức. Không hơn. Từ chức, là có thể tránh tai. Tuy nói hiện tại cái này công việc phi thường tuyệt vời, nhưng nếu như có thể dùng cái này tới bảo vệ lời của mình, cũng không có gì không thể. Tào Khang Thái hỏi, chỉ cần ta từ chức, ngươi cũng sẽ không làm gì với ta rồi đúng không? Đúng vậy. Tốt, ta đây trở về thì từ chức. Ân, ngươi bây giờ có thể đi. Tào Khang Thái đứng lên, đem y phục toàn bộ đều mặc, thở hào hển chạy ra ngoài, vốn muốn đi ra thâu hoan, ai biết đụng với tiên nhân khiêu, còn đưa tới mấy việc rồi. Thực sự là ngã huyết môi. Trên đầu chữ sắc có cây đao, nói không sai. Đỗ Chính thuận tay đưa qua điện thoại di động, cho què chân bí thư Tiếu Canh đánh tới. Uy, Tiếu bí thư, ta đều đã dựa theo ngài giao phó làm xong, ngày mai. Thực tiệm thuốc đại chủ sẽ lập tức tạm rời cương vị công tác. Đã không có nấu ăn đại chủ, ta ngược lại muốn nhìn thực tiệm thuốc làm sao còn nhảy nhót. Tiểu bí thư, ta đây hạnh khổ phí ngài không nên đã quên nha. Cúp điện thoại. Đỗ Chính cười ha hả nói với mọi người, được rồi, thu liễu thu thập đồ đạc trở về, ngày mai cùng đi thực tiệm thuốc ăn, nhìn Giang Sách làm sao còn nhảy nhót. Ở Đỗ Chính xem ra, thực tiệm thuốc có thể hỏa. Nà toàn bộ đều là dựa vào đại chủ. Đây là từng cái người bình thường cách tự hỏi. Làm một quán cơm, nà là tối trọng yếu khẳng định chính là lớn chủ, đại chủ làm cơm nước ăn ngon, đó mới biết hấp dẫn tới càng nhiều hơn khách hàng, bọn hắn bây giờ thiết kế đem thực tiệm thuốc đại chủ Tào Khang Thái cho đuổi đi, tin tưởng thực tiệm thuốc nhất định sẽ chưa gượng dậy nổi. Nghĩ là nghĩ như vậy, còn như tình huống thực tế có phải như vậy hay không, vậy khó nói rồi. Cũng trong lúc đó, đang vẽ còn tập đoàn đại lâu văn phòng nội bộ, 36 lầu, cửa thang máy mở ra. Thân Cung Huân từ bên trong thang máy đi ra, cau mày. Rất là không cao hứng. Chỗ như vậy, nàng là khoảng khắc cũng không muốn ngây người. Thở dài. Thân Cung Huân hướng phía Tửu Trì Thịt Lâm phương hướng đi tới, căn cứ người thủ hạ hồi báo, lúc này thánh thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ đang ở Tửu Trì bên trong ngâm. Thân Cung Huân đi vào gian phòng, liếc mắt liền thấy thân thể trần truồng Niếp Thiên Kỳ, đang ngâm ở trong rượu trì mặt, đồng thời bên trái bên phải một tay một cái, ôm hai cái mỹ nữ. Ba người cùng nhau, tắm, một bên ngâm còn vừa uống rượu, ăn thịt. Tình cảnh kia, dâm loạn không gì sánh được. Thân Cung Huân mặc dù không là cái gì người tốt, nhưng nàng chung quy là một nữ nhân, thực sự rất không nhìn nổi trường hợp như vậy, thực sự là cảm thấy ác tâm đến nhà. Na Niếp Thiên Kỳ lại hoàn toàn khác nhau. Mấy ngày nay, hắn đã ngoạn nị những nữ nhân này, muốn càng nhiều hơn kích thích, vì vậy liền đem ánh mắt đặt ở Thân Cung Huân trên người. Thân Cung Huân, đây chính là lão thiên tôn nữ nhi, nếu như có thể chinh phục nữ nhân như vậy, đó là vinh dự bậc nào. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Mấu chốt nhất là, Thân Cung Huân kỳ thực dáng dấp cũng rất đẹp. Vóc người càng là tuyệt vời nhất. Nữ nhân như vậy càng là có thể hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Đối với Niếp Thiên Kỳ như vậy, lang, mà nói, hận không thể ngay lập tức sẽ đem Thân Cung Huân bắt lại, so với bắt những nữ nhân khác phải có cảm giác thành tựu. Thân Cung Huân tự nhiên từ đối phương trong mắt nhìn thấu bất thiện. Điều này làm cho nàng tuyệt không thoải mái. Niếp Thiên Kỳ, đến giao giải dược cuộc sống. Nàng cơ hồ là đang nộ hống. Niếp Thiên Kỳ nhưng căn bản cũng không để bụng. Toàn bộ Yến Thành trừ hắn ra, cũng liền Trần Lão có thể chế tác phệ tâm tản giải dược. Hiển nhiên,
Trần lão chắc là sẽ không cho lão thiên tôn chế tác giải dược. Đây cũng là ý nghĩa, lão thiên tôn muốn đi qua phệ tâm tán khống chế Yến Thành, nhất định phải đạt được Niếp Thiên Kỳ trợ giúp, đây chính là lão thiên tôn mạng môn, cũng là Niếp Thiên Kỳ cuồng vọng tư bản. Hắn căn bản không sợ thân cung huân, thậm chí còn rất có ngoạn vị nói rằng, thân tiểu thư tính khí làm sao lớn như vậy. Nếu không, theo ta cùng tắm tắm rửa, yên tĩnh một chút. Thân cung huân vừa xấu hổ, cáu giận nói, nếu như hôm nay ngươi không để cho ta giải dược, phá hủy đại sự, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương mới nhất ở, co trên đổi mới. Ha ha, thân tiểu thư, ngươi nơi nào đều tốt, chính là tính khí quá nóng này. Bất quá, ta thích, Niếp Thiên Kỳ cố ý từ tửu trì bên trong đứng lên, toàn thân trần như nhộng. Thân cung huân lập tức quay mặt đi, ác tâm không ngớt. Niếp Thiên Kỳ cố ý đi tới, mở ra sau lưng một cái tủ sắt, từ bên trong lấy ra một hộp thuốc thử, tự tay nói rằng, giải dược ở nơi này, thân tiểu thư, ngươi không tới cầm sao. Thân cung huân tức giận đến nha dương dương, toàn bộ Yến Thành có lẽ không có ai như thế đối với nàng. Vì giải dược, nàng cố nén tức giận đi tới Niếp Thiên Kỳ bên người. Vừa mới chuẩn bị tự tay đi lấy, Niếp Thiên Kỳ lập tức rút về tay, sau đó thuận thế bắt được thân cung huân tay. Đem kéo vào trong lòng. Thân tiểu thư, mùi trên người ngươi thơm quá a. Thân cung huân vừa thẹn vừa giận, đẩy ra Niếp Thiên Kỳ, cho hắn một cái tát, từ trong tay hắn cướp đi giải dược. Ngân côn, ngươi còn dám đối với ta vô lễ, ta thiến ngươi. Nói nghiêm túc, thân cung huân xoay người sải bước ly khai tửu trì, nơi này mùi hôi thối để cho nàng chán ghét muốn ói. Niếp Thiên Kỳ lấy tay sờ sờ mặt, nở nụ cười. Ha ha, tinh khí còn rất bạo nổ. Bất quá ta chính là thích người điểm này, chỉ có chinh phục như vậy kiêu căng khó thuần ngựa hoang, mới có đầy đủ cảm giác thành tựu. Thân cung huân, người đã bị ta để mắt tới. Đừng nghĩ chạy. Vừa nói, hắn một bên lần nữa tiến vào rồi tửu trì. Hai cái mỹ nữ ngay lập tức sẽ ôm hắn, nổi máu ghen nói, chán ghét, đều đã ôm người ta, còn nghĩ thân tiểu thư, ăn trong chén nhìn trong nồi. Thiên Kỳ ngươi thật là xấu hư. Niếp Thiên Kỳ khinh thường nói, hai người các ngươi mặt hàng làm sao cùng người ta thân tiểu thư so với. Các ngươi chính là hàng vỉa hè hàng, chớ đem tự xem được quá cao, biết không? Hắn đối với người khác nhưng là một điểm bộ mặt cũng không lưu lại, điên cuồng đến nhà. Còn như thân cung huân, nàng khí hanh hanh về tới lão thiên tôn phòng làm việc của, đem giải dược đặt ở trên bàn làm việc, tức giận hừ hừ nói. Lão thiên tôn, Niếp Thiên Kỳ hắn càng ngày càng lớn lối, thực sự còn phải tiếp tục theo đuổi hắn sao? Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn sẽ vô pháp vô thiên, không có cách nào khác khống chế. Lão thiên tôn liếc nhìn thân cung huân, xua tay nói rằng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chúng ta cần Niếp Thiên Kỳ, liền dễ dàng tha thứ hắn làm càn a, ngươi nên đi xuống. Thân cung huân tương đương không nói. Như thế phóng túng Niếp Thiên Kỳ. Chính mình thân là lão thiên tôn nữ nhân, bị Niếp Thiên Kỳ đùa giỡn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ghê tởm. Thân cung huân xoay người rời đi, song quyền nắm chặt. Một viên mầm móng cửu hận đã tại trong lòng của nàng chồng, sớm muộn có một ngày. Nàng muốn Niếp Thiên Kỳ muốn sống không được. Niếp Thiên Kỳ cùng thân cung huân, vẽ còn tập đoàn hai đại cây trụ, đỗi lên. Ngày hôm sau, thực tiệm thuốc. Làm Giang Sách rời giường. Đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu hoa thời điểm, nhất kiện hết ý sự tình phá vỡ kế hoạch của hắn. Đôi ngư vội vã lên lầu nói rằng, thống suất, xảy ra chút tình trạng, thực tiệm thuốc đám đầu bếp, lấy Tào Khang Thái dẫn đầu nhau nhau đệ trình đơn xin từ chức, đều yêu cầu tạm rời cương vị công tác. A hát, Giang Sách có chút bất ngờ, hỏi, nguyên nhân gì biết không? Ngại tiền lương thấp, theo lý thuyết không đến mức. Giang Sách đều theo chiếu giá thị trường gấp 2 trả lương. Những thứ này đại chủ so với tửu điếm cấp 5 sao kiếm được nhiều, không thể nào là tiền lương xảy ra vấn đề. Đôi ngư lắc đầu, không biết, hỏi bọn hắn cũng không nói, đã nói không liên hệ nhau, muốn tạm rời cương vị công tác. Hơn nữa thái độ phi thường quyết tuyệt, sẽ ngày hôm nay tạm rời cương vị công tác, cái gì khác cũng không cần. Giang Sách càng là ngoài ý muốn. Cái nàng là ý gì? Làm nhiều một ngày đều không được. Chính là muốn ngày hôm nay tạm rời cương vị công tác, thực tiệm thuốc là nơi nào đắc tội bọn họ. Đi xuống xem một chút.
Giang Sách phủ thêm áo khoác, cùng đôi ngư cùng đi đến rồi lầu một, chỉ thấy 6 gã đại chủ toàn bộ đi thu thập xong đồ đạc, sẽ chờ Giang Sách cho ký tên, đồng ý bọn họ ly khai. Tào Khang Thái cầm đầu nói rằng, Giang lão bản, cũng xin tạo thuận lợi, để cho chúng ta đi thôi. Giang Sách không vội vã mà hỏi, cứ như vậy gấp gáp sao? Là ta nơi nào đắc tội các ngươi rồi, vẫn là trả lương không đủ cao, hay hoặc là nơi nào làm không tốt, các ngươi muốn rời khỏi, dù sao cũng phải cho một lý do a. Một người ly khai còn chưa tính, lần này 6 người toàn bộ ly khai. Bằng đem ta thực tiệm thuốc hậu trù cho thanh không, quá phận một chút a. Tào Khang Thái đám người trên mặt có chút khó coi. Kỳ thực, bọn họ bản ý thì không muốn rời đi. Ở chỗ này làm việc không phiền lụy, còn không có bắt được gấp đôi tiền lương, ăn ngon ở ngủ ngon thật tốt, cái gì cũng tốt. Cũng không biện pháp. Bọn hắn bây giờ mỗi người đều bị Đỗ Chính gài bẫy, mỗi người đều có nhược điểm rơi vào Đỗ Chính trong tay. Nếu như hôm nay không đi, bọn họ khẳng định sẽ thân bại danh liệt, thậm chí nhiều người đối mặt lao ngục tai ương. Không có biện pháp, phải đi. Thực sự là lý do nhất định là không thể nói, Tào Khang Thái cảm thấy bất đắc dĩ hồi đáp, Giang lão bản. Ngài đối với chúng ta là thật tốt, nhưng chúng ta thật sự có nan ngôn tri ẩn, ngày hôm nay nhất định phải rời đi nơi này, xin ngài xin thương xót, thả chúng ta đi thôi. Giang Sách nhìn chung quanh một vòng. Lấy Giang Sách thông minh trí tuệ, như thế một vòng nhìn một chút tới, cơ bản liền trong lòng hiểu rõ. Nếu như là tự nguyện ly khai, hoặc là nhà khác nói giá cao đào người, na Tào Khang Thái ánh mắt của bọn hắn không thể nào là như vậy, đó nhất định là hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang, đuôi vỉnh lên trời. Nhưng bây giờ không phải. Bây giờ Tào Khang Thái đám người, mỗi một người đều sầu mi khổ kiểm, đạp lạp đầu, ai cũng có thể nhìn ra đầy bụng tâm sự. Vậy cũng chỉ có một loại tình huống Tào Khang Thái bọn họ bị người ta tóm lấy rồi cái đuôi nhỏ, bị ép ly khai. Có thể làm được điểm này, lại sẽ làm như vậy, vậy cũng chỉ có vẽ thượng tập đoàn. Bất kể là lão thiên tôn bày mưu đặt kế cũng tốt, tiếu canh mệnh lệnh cũng được, ngược lại nhất định là vẽ thượng tập đoàn áp dụng mới nhất một bước động tác, trước mạnh mẽ đóng cửa thực tiệm thuốc không được, liền tới nội bộ tan rã nhất chiêu. Không thể không nói, vẽ thượng tập đoàn vẫn có chút đồ vật. Nếu đổi lại là cái khác tiệm cơm, cái này hậu chủ duy nhất bị toàn bộ rời hết. Na tiệm cơm cũng đừng mở. Trực tiếp có thể cuối cùng không tiếp tục kinh doanh. Nhưng thực tiệm thuốc là thế này phải không? Ha ha, thiếu canh vẫn là quá coi thường Giang Sách rồi. Đang hiểu rõ sở chi sau, Giang Sách gật đầu, nói rằng, ok, dưa hái xanh không ngọt, các ngươi đã nghĩ như vậy đi, ta cũng sẽ không lưu các ngươi. Đem đơn xin từ chức đều cho ta cho các ngươi ký tên. Tào Khang Thái đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ Giang lão bản. 6 gã đại chủ trước sau đem đơn xin từ chức đều đệ trình đi tới, Giang Sách từng cái ký tên, ngắn ngủi mấy phút võ thuật, thực tiệm thuốc hậu chủ 6 gã đại chủ liền toàn bộ đều ly khai. Cái này, thực tiệm thuốc bị người cho dọn dẹp sạch sẽ rồi. Giang Sách không chút nào tìm không thấy bối rối, đem đôi ngư gọi vào bên người, nhẹ giọng dặn dò hai câu, sau đó ngồi rót chén trà, tự rót tự uống. Lúc này, một đám người đi đến. Cầm đầu, chính là Đỗ Chính. Đỗ Chính vừa đi vào tới liền cười ha hả nói, ai yêu, Giang lão bản chuyện gì xảy ra a? Vì sao vừa mới ta lúc tiến vào, chứng kiến vài tên đại chủ toàn bộ đều thu dọn đồ đạc ly khai a? Giang Sách nhìn hắn một cái, đã trong lòng hiểu rõ. Nhất định chính là trước mắt nam tử này khiến cho thủ đoạn, chỉ có làm hại tất cả mọi người ly khai. Đỗ Chính lắc đầu, sắc mặt thống khổ nói ai, thật là quá đáng tiếc, ta còn bảo hôm nay tới nếm một chút thực tiệm thuốc mỹ thực, kết quả rồi mới phát hiện, hết thảy đại chủ đều rời đi, cái này có thể làm sao cho phải a? Ai, thực sự là đáng tiếc, các huynh đệ, chúng ta rút lui a, thực tiệm thuốc xem ra là không lái xuống lạc. Đối mặt địch nhân khiêu khích, Giang Sách cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, vị khách nhân này. Xin chờ chốc lát. Rất nhanh thực tiệm thuốc sẽ mời tới một nhóm mới đầu bếp. Đỗ Chính nở nụ cười, phải, nhanh, là có mau hơn a. Giang Sách nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại có một năm min a. Đỗ Chính cười ha ha, thực tiệm thuốc một lần nữa tuyển mộ tốc độ thật đúng là nhanh a. Đi, vậy huynh đệ nhóm, chúng ta liền chờ chốc lát,
các loại thực tiệm thuốc đầu bếp mới đến rồi, nếm một chút đầu bếp mới đích tay nghề. Nói là nói như vậy, kỳ thực Đỗ Chính chỉ là muốn xem Giang Sách xấu mặt. Bởi vì Đỗ Chính trong lòng rõ ràng, thực tiệm thuốc căn bản không khả năng tuyển mộ được đầu bếp. Cái này 6 gã đầu bếp là thực tiệm thuốc trụ cột, hiện tại toàn bộ đều bị Đỗ Chính sử dụng thủ đoạn cho đuổi đi, thực tiệm thuốc không có đầu bếp làm sao còn làm cơm. Bình thường thao tác, chính là thông báo tuyển dụng đầu bếp mới. Nhưng mà con đường này, Đỗ Chính đã sớm cho hắn lấp kín, Đỗ Chính mượn vẽ thượng tập đoàn lực ảnh hưởng, đã tại Yến Thành đầu bếp giới tung ra ngoài, ai dám tới thực tiệm thuốc nhận lời mời, người đó chính là vẽ thượng tập đoàn địch nhân. Này đỉnh cấp đại trù, mỗi người đều quý trọng lông vũ, tuyệt đối không dám cùng vẽ thượng tập đoàn đối nghịch. Muốn trong vòng thời gian ngắn tuyển mộ được cùng Tào Khang Thái đám người đồng nhất cấp bậc đại trù, đó là căn bản không khả năng làm được chuyện tình, chớ đừng nói chi là Giang Sách chỉ nói dùng 5 min thời gian. Nhất định chính là người si nói mộng. Đỗ Chính ngược lại muốn nhìn một chút, Giang Sách như thế này làm sao xấu mặt. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất sẽ ưu tiên đổi mới ở app trên, hãy ghé thăm Su 5. CC kế tiếp tiếp tục không quảng cáo đọc miễn phí. 5 min, là một cái phi thường thời gian ngắn ngủi, chớp mắt liền đi qua, liền cùng Đỗ Chính nghĩ giống nhau, một chủ sư cũng không có tới. Đỗ Chính đứng dậy cười ha ha, Giang lão bản, xem ra ngươi. Không đợi hắn nói hết lời, đôi ngư liền mang theo 6 gã mới đầu bếp tới, 6 gã đầu bếp mới tuyển mộ được rồi. Cái gì? Đỗ Chính thất kinh, lập tức quay đầu nhìn về cửa phương hướng nhìn lại, hắn không tin, đang vẽ thượng tập đoàn đều đã hạ đạt uy hiếp sau đó, làm sao có thể còn có đầu bếp dám đến thực tiệm thuốc công tác. Kết quả cái này vừa nhìn phía dưới, Đỗ Chính đổi giận thành vui cười, mừng rỡ trước ngưỡng sau lật. Giang lão bản, những thứ này dạng không đứng đắn, chính là ngươi hay là đầu bếp mới sao? Đỗ Chính không có nói sai. Cùng Tào Khang Thái này đỉnh cấp đại trù so với. Mới tới 6 gã đầu bếp, quả thực có thể dùng, dạng không đứng đắn, để hình dung. Đầu tiên, 6 người này đều là không có đầu bếp chứng, dã đầu bếp, bọn họ 6 cái, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là ven đường nấu cơm. Chính là cái loại này ở trên đường cái kỵ cái xe. Trong xe xiêm áo các loại nguyên liệu nấu ăn, tạm thời cho người nấu cơm. Giống như là 10 khối đến 20 khối không đợi, một phần cơm. Bọn họ bình thường đều là ở các khu dân cư nhỏ phụ cận, công trường phụ cận chuyển động, chuyên môn cho này không có tiền gì nhân làm cơm ăn. Nói thật, bọn họ làm cơm nước, có thể ăn là được, đã không có ăn có ngon hay không khái niệm. Là hắn nhóm 6 cái trình độ, có thể làm ra dạng gì món ăn quý và lạ mỹ vị đi ra. Đỗ Chính nín cười, nói rằng, Giang lão bản. Ta nói ngài cũng không cần như vậy cam chịu a. Mất đi Tào Khang Thái đám người, đúng là nhất kiện phi thường khiến người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là không cần tìm đến cái này 6 cái mặt hàng thật giả lẫn lộn a. Bọn họ 6 cái có thể tính là đầu bếp sao? Bọn họ làm cơm nước có thể ăn. Giang Sách cười cười, nói rằng, có thể ăn được hay không, ăn cũng biết. Đỗ Chính gật đầu, xem ra Giang lão bản rất có tự tin a. Được a, các huynh đệ. Ta ở nơi này điểm một hồi đồ ăn, nếm thử Giang lão bản đầu bếp mới cơm nước trình độ. Những thủ hạ của hắn, mỗi một người đều cười tâu tuét rồi. Cái này còn dùng nếm sao? Nếu như mấy cái này mặt hàng làm được cơm nước có thể ăn ngon, ngày đó dưới sẽ không có làm thức ăn không thể ăn rồi. Vì tiến một bước nhục nhã Giang Sách, Đỗ Chính đám người hết thảy ngồi xuống, sau đó từng cái gọi món ăn. Tổng cộng điểm được có 20 nói đồ ăn. Đỗ Chính hỏi, Giang lão bản, người chúng ta nhiều, cũng liền điểm nhiều một chút, có áp lực sao? Giang Sách mỉm cười, đồ ăn quả thực nhiều một chút, xin nhiều cho một điểm thời gian, 40 min bên trong cam đoan toàn bộ giải quyết. Ok, ta chờ ngươi. Đa tạ. Sau đó, Giang Sách liền mang theo 6 gã mới tới đầu bếp tiến nhập hậu trù, giới thiệu sơ lược một lúc sau. Giang Sách cho bọn hắn 6 người phân phối nhiệm vụ, bình quân mỗi người phụ trách 34 nói đồ ăn, 40 min thời gian kỳ thực dư giả. Sở dĩ đem thời gian kéo lâu một chút, chủ yếu là Giang Sách cần đối với Đỗ Chính đám người có một càng cặn kẽ quan sát giải khai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đỗ Chính đám người ở cười cười nói gian, vượt qua 40 min, thời gian vừa đến,
không đợi Đỗ Chính tới thúc giục, người bán hàng liền chủ động đem thức ăn đều bưng ra ngoài. 20 nói đồ ăn, một phần không thiếu bày đầy một bàn lớn. Đỗ Chính đám người ngồi vây chung một chỗ, mỗi người trước mặt đều là một chén cơm một phần bộ đồ ăn, có người uống rượu có người uống đồ uống. Cơm nước toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, cũng xin thưởng thức. Kỳ thực, người bán hàng lúc nói lời này đều là chột dạ, bởi vì trên bàn những món ăn kia thực sự rất không có vẻ ngoài. Mỗi một món ăn đều làm nấu như. Đầu tiên một chữ, xấu. Thứ nhì, mùi vị cũng không phải là quá dễ ngửi, hơn nữa không phải dầu thả sinh ra chính là muối thả thiếu. Thức ăn như vậy kỳ thực cũng liền chỉ là một, có thể ăn trình độ. Bưng lên bàn, có chút khó khăn. Đỗ Chính bọn người vui vẻ, chứng kiến một bàn này tử đồ ăn, kỳ thực liền trong lòng rõ ràng. Hắn cố ý nhìn một chút cách đó không xa Giang Sách, cười hỏi, Giang lão bản, ngài cảm thấy ta còn cần động đũa sao? Dựa theo ý tứ của hắn, chỉ là nhìn, ngửi một cái, cũng biết một bàn này đồ ăn không hợp cách, căn bản không cần ăn thử. Nhưng mà, Giang Sách cũng không biết từ đâu tới tự tin, mỉm cười đáp, mời thưởng thức a, những thức ăn này đều là các đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị, cam đoan có thể hoàn mỹ phù hợp các vị khách quan nhu cầu. Đỗ Chính cười lạnh một tiếng, con vịt đã đun sôi, mạnh miệng, ngươi chờ ta nếm một ngụm, như thế này để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Nói, hắn đem chiếc đũa đưa về phía trước mặt một món ăn miến tiết vịt. Đây là một đạo phi thường phổ thông, thế nhưng muốn làm xong rồi lại rất có khó khăn đồ ăn, Đỗ Chính tùy ý xốc lên một khối áp huyết bỏ vào trong miệng. Hắn nguyên bản ý tưởng là ăn hai cái sau đó ói ra, sẽ đem Giang Sách cho chửi mắng một trận, kết quả. Cũng không biết làm sao vậy, hắn cư nhiên quỷ thần xui khiến nuốt xuống. Hơn nữa cảm giác còn rất khá, cư nhiên nhịn không được lại gắp lên khối thứ hai. Một khối này bỏ vào trong miệng, lại là cảm giác ăn ngon lắm. Cứ như vậy, một khối lại một khối ăn, hoàn toàn đắm chìm trong mùi thơm của thức ăn trong, đem phía trước các loại, nhiệm vụ, toàn bộ đều quên mất, căn bản là nghĩ không ra. Sao lại thế, như vậy? Đến khi Đỗ Chính phản ứng lại lúc sau đã ăn, hắn bất chi bất giác đã đem co lại miến tiết vịt đều ăn hết, nhưng lại cảm giác ý còn không đủ. Còn muốn ăn, cơm này đồ ăn, thật là ăn quá ngon. Với hắn ôm ý tưởng giống vậy còn có đồng bạn của hắn, này tiểu đệ vốn là cùng theo một lúc nháo sự tới, kết quả lúc này mỗi một người đều như là quỷ đói đầu thai giống nhau, ăn phi thường hăng hái. Bọn họ đã sớm đem nhiệm vụ quên ở sau ót, từng cái ăn có thể vui vẻ. Ăn ngon, ta đi, tại sao có thể có ăn ngon như vậy cơm nước? So với ta đi tửu điếm cấp 5 sao ăn đến còn tốt hơn ăn. Khó có thể tưởng tượng, những thứ này lại là 6 cái ven đường tùy tiện kéo tới đầu bếp làm được. Thực sự là nhân gian mỹ vị a. Này cơm nước chỉ ứng thiên trên có, nhân gian khó có được vài lần nghe thấy a. Những thứ này tiểu đệ cũng không lận ca ngợi chi từ, mỗi một người đều biểu thị cơm nước ăn ngon vô cùng, thậm chí còn muốn lấy hậu thiên ngày qua nơi đây ăn. Nơi nào còn có một chút gây chuyện dáng vẻ. Quả thực toàn bộ đều, làm phản, rồi. Sự tình đến rồi trình độ như vậy, coi như là Đỗ Chính, cũng nghiêm chỉnh kiên trì nói cơm nước không được, người đều ăn như thế hăng hái, lại nói cơm nước không thể ăn, na không khỏi ra mặt cũng quá dày. Giang Sách mỉm cười hỏi, các vị, cơm nước thế nào a? Đỗ Chính sắc mặt tối đen, hắn tuyệt không nguyện ý thừa nhận những thức ăn này ăn ngon. Nhưng lại không thể nói khó ăn, nội tâm phi thường quấn quýt. Cuối cùng, hắn không cam lòng hỏi, vì sao? 6 gã đầu bếp rõ ràng là từ ven đường tùy tiện kéo tới dạng không đứng đắn, làm sao lại có thể làm ra ăn ngon như vậy cơm nước? Ta không rõ. Đôi ngư nở nụ cười, cái này có gì không hiểu? Các ngươi hoàn toàn lầm phương hướng, thực sự cho rằng đem Tào Khang Thái bọn họ 6 người cho đánh đuổi, là có thể đem thực tiệm thuốc cho kiếm được đóng sao? Nói cho người biết, vọng tưởng, cái này thực tiệm thuốc, chỉ cần chúng ta Giang lão bản vẫn còn ở, liền vĩnh viễn sẽ không đóng cửa. Nói cách khác, cơm nước có ăn ngon hay không, nhưng thật ra là từ Giang Sách quyết định, mà không phải từ Đỗ Khang Thái này đại chủ quyết định. Tào Khang Thái bọn họ gây nên tác dụng, chính là Giang Sách không ở trong điếm thời điểm. Có thể thỏa mãn thông thường khách nhân khẩu vị. Chân chính gặp phải phiền toái chủ nhân. Tất cả đều là dựa vào Giang Sách tới giải quyết vấn đề.
Cho nên, Đỗ Chính hao tổn tâm cơ đem Tào Khang Thái mấy người bọn hắn cho đánh đuổi. Hoàn toàn chính là không có cần thiết hành vi, phi thường buồn chán, chỉ cần Giang Sách vẫn còn ở một ngày. Thực tiệm thuốc cũng sẽ không ngược lại. Thất sách. Đỗ Chính đem thực tiệm thuốc trở thành là vậy tiệm cơm đối đãi, hiện tại, hắn mới ý thức tới chính mình phạm vào cỡ nào to lớn lệch lạc. Vì vậy hắn đứng lên chắp tay, Giang lão bản tài nấu nướng của thật là danh bất hư truyền, bữa cơm này đồ ăn, ăn thật ngon, lần sau ta trở lại quấy giày. Cậu ba, tính tiền. Nói xong, Đỗ Chính xoay người rời đi, mang theo đầy ngập tức giận. Giang Sách mỉm cười, hời hợt liền hóa giải vẽ thượng tập đoàn lại một vòng công kích. Đến khi Đỗ Chính cùng với thủ hạ của hắn toàn bộ đều sau khi rời khỏi, Giang Sách đối với Đôi Ngư nói rằng, người thông báo một chút kinh thành bên kia. Làm cho an bài 6 gã đỉnh cấp đại chủ tới, nhớ kỹ, lúc này đây chỉ làm cho đại chủ đơn độc qua đây, không muốn mang người nhà. Sau đó cho đại chủ an bài ăn ở, không muốn tái xuất hiện Tào Khang Thái tình huống của bọn họ. Đôi Ngư gật đầu, minh bạch, thuộc hạ lập tức đi làm. Cũng chính là Giang Sách thực lực nổi bật, nếu như là vậy tiệm cơm, đụng với chuyện như vậy. Nửa phút đã bị Đỗ Chính tiêu diệt rồi. Bất quá Giang Sách dù sao không có khả năng thực sự đem mình làm một cái đầu bếp, cả ngày đứng ở trong quán ăn nấu ăn, vẫn còn cần trình độ cao đầu bếp tới vì Giang Sách chia sẻ nhiệm vụ. Cho nên mới cần Đôi Ngư đi an bài 6 vị mới đại chủ qua đây. Còn như hiện tại hậu chủ na 6 vị, chính là một tạm thời làm việc mà thôi. Bên kia, Đỗ Chính ở lập tức thực tiệm thuốc trở lên xe sau đó, ngay lập tức sẽ nhận được đến từ chân thọt bí thư Tiếu Canh điện thoại của. Sự tình xử lý thế nào? Tiếu Canh hỏi. Thất bại, Đỗ Chính đem nguyên ủy sự tình nói một lần. Tiếu Canh nghe xong, cũng rất là cảm khái. Giang Sách vẫn là rất khó mà ứng phó, một cái nho nhỏ thực tiệm thuốc, lấy vẽ thượng tập đoàn bối cảnh. Cư nhiên cũng không có cách nào diệt trừ. Quả thực sai lầm. Đỗ Chính còn nói thêm, Tiếu lão, lại cho ta một chút thời gian, ta còn có hậu thủ. Phải, vậy sẽ cho ngươi một ngày thời gian, ngươi tốt nhất làm ra một điểm thành tích cho ta xem, nếu không, ta sẽ đem bọn ngươi từ vẽ thượng tập đoàn khai trừ. Ngươi vô dụng, không xứng đứng ở vẽ thượng tập đoàn, hiểu chưa? Minh bạch, cúp điện thoại, Đỗ Chính cắn răng làm sức sống. Thủ hạ chính là người hỏi, Đỗ ca, ngươi chuẩn bị ở sau là cái gì không? Đỗ Chính hồi đáp, chúng ta là đang làm gì? Chúng ta tất cả đều là làm tin tức truyền thông. Trên tay chúng ta bút, chính là trên chiến trường thương, là có thể giết người. Giang Sách làm cơm là ăn ngon, thực tiệm thuốc danh tiếng là không tệ, nhưng này thì thế nào? Trứng gà bên trong thiêu đầu khớp xương còn sẽ không sao. Không tật xấu, ta cũng có thể cho hắn lấy ra khuyết điểm tới. Hiện tại liền liệt kê ra thực tiệm thuốc thập đại tội trạng. Sau đó đi qua tin tức truyền thông tuyên bố ra ngoài, đem thực tiệm thuốc danh tiếng cho kéo xuống. Truyền thông, ở bây giờ xã hội này, là có thể mê hoặc nhân suy nghĩ phán đoán. Làm truyền thông ác ý hãm hại, bôi đen người khác thời điểm, bởi vì bọn họ nắm giữ quyền phát biểu, dân chúng bình thường rất dễ dàng bị nắm mũi dẫn đi, trở thành truyền thông trong tay mặt khác một khẩu súng. Đỗ Chính chuẩn bị ở sau, chính là như vậy. Muốn thiêu thứ vẫn tương đối dễ dàng. Trên thế giới chưa hoàn toàn đích sự vật, nếu như cầm kính lúc đi thiêu thứ, đó nhất định là sẽ tìm mắc lỗi. Rất nhanh, Đỗ Chính liền cùng thủ hạ của hắn liệt kê ra rồi thực tiệm thuốc thập đại tội trạng. Kỳ thực mỗi một món đều là vi bất túc đạo việc nhỏ, thậm chí là không có chứng cớ, nhưng Đỗ Chính ngay cả có bản lĩnh đem việc nhỏ nói thành đại sự, đem không thể nào dám sinh mang cứng rắn tạo ra. Thập đại tội trạng toàn bộ bày ra sau đó. Đỗ Chính lại đi qua hắn nắm trong tay truyền thông con đường, đem từng cái tuyên bố ra ngoài. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện nghìn dặm. Mọi người đều là thích xem chê cười, vô giúp vui, nói huyên thuyên, rất nhanh, thực tiệm thuốc thập đại tội trạng liền truyền dư luận xôn xao. Nguyên bản đối với thực tiệm thuốc còn có chút hảo cảm khách hàng, đang nhìn xong sau đều giận không kềm được, chớ đừng nói chi là này vốn là đối với thực tiệm thuốc không có cảm giác pro đại chúng rồi. Ngắn ngủi mấy giờ, thực tiệm thuốc liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nổi tiếng xấu. Thực tiệm thuốc chung, Đôi Ngư vội vã chạy về, đem hiện nay tình trạng cùng Giang Sách tự thuật qua một lần. Mắc cười chính là,
ở đôi ngư tự thuật trong quá trình, lại còn có lão đại mụ đi ngang qua thực tiệm thuốc, cố ý đem trứng gà, cà chua hướng phía thực tiệm thuốc bảng hiệu đập tới. Cái này vừa nhìn chính là bị đầu độc. Đôi ngư phi thường tức giận nói, thống suất, ta đã điều tra xong, lúc ấy tới mấy người đều là làm tin tức truyền thông, cầm đầu cái kia là Đỗ Chính, đã từng dùng phương thức giống nhau hãm hại không ít người. Đỗ Chính bọn họ, toàn bộ bộ đô là vẽ thượng tập đoàn nhân. Quả nhiên không sai, là vẽ thượng tập đoàn ở sau lưng giở trò quỷ. Giang Sách cười khổ một tiếng, tranh này thượng tập đoàn làm sao sử dụng toàn bộ bộ đô là chút thấp kém bẩn thỉu thủ đoạn. Phụ oan hãm hại, ác ý hãm hại, đào người góc nhà, cố hung hại nhân. Mỗi một cái đều là như vậy bất kham. Xem ra, lão thiên tôn có thể ngồi trên yến thành đầu đem ghế gập, không biết hại rồi bao nhiêu người vô tội a hát. Đôi ngư nói rằng, thống suất, có muốn hay không ta dẫn người đi đem Đỗ Chính những người đó giải quyết rơi. Đôi ngư là thật sinh khí, bình thường hắn chính là phi thường văn minh có lễ phép, chưa bao giờ sẽ chủ động tuyển trạch làm việc này, nhưng bị Đỗ Chính ác ý bôi đen sau, hắn là thực sự chịu không nổi. Giang Sách lại khoát tay áo, nói rằng, đương nhiên không thể làm như vậy, nếu như ngươi đem Đỗ Chính giết chết, càng thêm bằng chứng chúng ta thực tiệm thuốc thập đại tội trạng, người khác còn tưởng rằng chúng ta là thẹn quá thành giận chỉ có sát nhân. Đôi ngư không cam lòng nói rằng, na chẳng lẽ, sẽ vẫn dễ dàng tha thứ Đỗ Chính bọn họ như vậy làm sằng làm bậy xuống phía dưới. Cái này dĩ nhiên cũng là không thể. Giang Sách mỉm cười, hướng về phía đôi ngư vẫy vẫy tay. Ở đôi ngư bên tai nhẹ nói rồi vài câu, đôi ngư sau khi nghe xong cũng cười, thì ra còn có thể chơi như vậy. Thuộc hạ hiểu, cái này đi làm. Giang Sách ngồi ở thực tiệm thuốc chung, tuyệt không thấy hoảng loạn, không phải là so với ai khác thủ đoạn càng bẩn thỉu, càng dơ bẩn sao. Giang Sách cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, có khi là chiêu nhi. Bên kia, Đỗ Chính cho Tiếu Canh hồi báo xong rồi, công tác, để điện thoại di động xuống. Mặt tươi cười. Chúng ta đối với thực tiệm thuốc bôi đen, hiệu quả khá vô cùng, hiện tại toàn bộ Yến Thành đều đối với thực tiệm thuốc dùng ngòi bút làm vũ khí, tin tưởng không bao lâu, Giang Sách phải cuốn gói cút đi. Một gã thủ hạ nói rằng, không hổ là Đỗ ca, điểm quan trọng giọt thực sự là tuyệt. Nói lên khanh mông quải phiến, vậy hay là chúng ta Đỗ ca nghiêu xoa a? Đỗ Chính nhíu nhíu mày, đây coi như là khen nhân sao. Hắn tằng hắng một cái, ra lệnh, sự tình còn chưa kết thúc, kế tiếp, chúng ta cần cho Giang Sách thêm một cây đuốc, cho hắn biết sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Đợi lát nữa cậu ba người mang mấy người đi thực tiệm thuốc nháo sự, nhưng chứng thối, làm bộ thành bị thực tiệm thuốc cho hại dân chúng vô tội. Sau đó những người khác lại đi hiện trường quay chụp, đưa tin, làm cho sự tình tiến thêm một bước lên men, đem thực tiệm thuốc cho triệt để bôi xấu, đều biết sao. Là... Mọi người xoa tay, đều chuẩn bị mở làm. Một hồi nhằm vào thực tiệm thuốc kế hoạch, đang chuẩn bị tiến thêm một bước triển khai. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, thủ hạ cây cột hét lớn, Đỗ ca. Chớ nói chuyện. Đỗ Chính sửng sốt một chút, cái này thái độ gì? Đây là thủ hạ cùng đại ca nói nên có thái độ sao? Hắn không vui nói rằng, cây cột, người chuyện gì xảy ra? Không lớn không nhỏ. Cây cột gấp đến độ không được, xông vào kéo lại Đỗ Chính cánh tay, nhỏ giọng nói rằng, Đỗ ca, người nhanh lên theo ta ra xem một chút. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất sẽ ưu tiên đổi mới ở app trên, hãy ghé thăm Su 5. CC kế tiếp tiếp tục không quảng cáo đọc miễn phí. Sau đó, Đỗ Chính bị cây cột cho lôi đi ra ngoài, những người khác đều hai mặt nhìn nhau, còn không biết chuyện gì xảy ra. Cây cột đem Đỗ Chính cho kéo đến rồi phía ngoài một cái bàn làm việc bên. Chỉ vào màn ảnh máy vi tính trong hình ảnh nói rằng, Đỗ ca ngươi xem. Đỗ Chính tò mò nhìn sang. Chỉ thấy trong màn ảnh là một cái phát sóng trực tiếp gian, truyền trực tiếp nội dung là. Ân. Đỗ Chính lập tức ngây ngẩn cả người, na phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh, lại chính là vừa mới Đỗ Chính hắn chỗ ở gian phòng, nói cách khác, trong phòng chuyện đã xảy ra, lời nói ra, toàn bộ bộ đồ bị hiện trường phát sóng trực tiếp rồi đi ra ngoài. Đây cũng là ý nghĩa, vừa mới Đỗ Chính nói toàn bộ lời ngữ, bao quát đối với thực tiệm thuốc nói xấu, cùng với gần đối với thực tiệm thuốc phát động công kích, toàn bộ bộ đô phát sóng trực tiếp rồi đi ra ngoài. Cái này, song trái trứng,
Cái này mặc dù muốn giải thích cũng không biết như thế nào mở miệng, Đỗ Chính kinh doanh truyền thông lâu như vậy, đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Hắn ngay lập tức sẽ mở điện thoại di động lên lật xem mới nhất tin tức, quả nhiên, đầu gió thay đổi hoàn toàn. Trước quần chúng còn đối với thực tiệm thuốc phi thường chán ghét, ở tại giải khai hết chân tướng sau đó. Toàn bộ bộ đồ đối với Đỗ Chính đám người ác ý chửi rủa, còn có, người hảo tâm, đem Đỗ Chính đám người thân phận tin tức toàn bộ bộ đồ công khai đi ra ngoài. Giang Sách bên kia nhưng cũng không phải tỉnh du đích đăng. Vô luận là Giang Nam khu vẫn là kinh thành, Giang Sách cũng đều nắm giữ truyền thông tiếng nói, trong khoảng thời gian ngắn liền điều động đại lượng truyền thông nhau nhau đưa tin, trong nháy mắt liền đem Yến Thành bên này đưa tin ép xuống. Trong lúc nhất thời, toàn quốc thậm chí toàn thế giới đều biết Đỗ Chính ác tâm tiểu nhân hành vi. Nhao nhao khiển trách. Cho tới giờ khắc này, Đỗ Chính mới ý thức tới chính mình đụng phải lớn dường nào phiền phức, chọc không nên dây vào nhân. Hỗn đản. Đỗ Chính tức giận chạy về gian phòng, một phen kiểm tra, tìm ra camera cùng máy ghi âm. Toàn bộ bộ đồ cho tháo bỏ. Vốn tưởng rằng như vậy thì không sao, nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Đỗ Chính mấy người bọn hắn bị theo dõi, vô luận bọn họ ở nơi nào, đều sẽ tao ngộ theo dõi, chụp lén, thậm chí đi nhà cầu, tắm, ngủ đều sẽ bị toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Chân chính thể nghiệm một bả làm đại minh tinh cảm giác. Cái loại này so với paparazzi còn điên cuồng hơn gấp 10 gấp trăm lần chụp lén, làm cho Đỗ Chính bọn họ đều nhanh muốn điên rồi, đi tới trên đường cái, phóng tầm mắt nhìn tới, cảm giác mỗi người đều giống như paparazzi. Xe của bọn hắn, ngọa thất, WC, buồng vệ sinh, phòng làm việc thậm chí là nhà phòng tạp hóa, đều bị cài đặt đại lượng camera, giam thính khí. Tháo bỏ một bộ còn có một bộ. Bọn họ, sắp bị ép điên. Ở như vậy 24 giờ, 360 độ toàn phương vị không góc chết dưới sự theo dõi, đừng nói thương lượng âm mưu quỷ kế, coi như là muốn cuộc sống bình thường đều làm không được. Người bên cạnh còn có thể chủ động rời xa bọn họ, rất sợ cùng Đỗ Chính bọn họ ở chung với nhau thời điểm. Cũng bị chụp lén đến. Ác nhân tự có ác nhân trị. Đỗ Chính dùng thủ đoạn rất bẩn thỉu, nhưng một chiêu này, chụp lén, càng là đem hèn mọn vô sỉ cho phát huy đến cực hạn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trên cái thế giới này còn có như vậy thủ đoạn hạ cấp. Càng không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có người có thể làm được điểm này. Đỗ Chính bọn họ cuối cùng đều gấp báo cảnh sát, thế nhưng vô dụng, cảnh sát lại không thể thời thời khắc khắc đi theo đám bọn hắn, coi như theo, cũng rất khó tìm ra cài đặt đặt máy nghe lén, máy thu hình người. Bọn họ, đã trở thành sở cửa trên thế giới, bị để mắt tới cái kia, sở môn. Không chỗ nào độn dấu. Cuối cùng, có người khuất phục. Cậu ba cùng cây cột là trước hết không nhịn được, bọn họ trực tiếp chạy tới thực tiệm thuốc cửa, không nói hai lời phù phù liền cho quỳ xuống, bang 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 dập đầu nhận sai. Ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn, những thứ khác thủ hạ cũng toàn bộ đô chạy tới, cạch cạch dầm dập đầu. Biết sai có thể cải thiện lớn lao đâu chỗ này, huống chi bọn họ chỉ là nghe người ta làm việc. Giang Sách cũng không có lại vì khó bọn họ. Cuối cùng, những người này đều khôi phục tự do, về tới cuộc sống bình thường ở giữa. Chỉ còn lại có Đỗ Chính một người. Hắn tâm cao khí ngạo, tuyệt không phục, nhưng ở lại kiên trì 12 canh giờ sau đó, cuối cùng vẫn là đầu hàng. Ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Đỗ Chính đi tới thực tiệm thuốc cửa, hai mắt đều sưng lên, đó là vài muộn ngủ không được ngon giấc đưa đến. Mấy ngày nay, hắn thời thời khắc khắc đều sống ở dưới sự theo dõi, đã hỏng mất. Đỗ Chính ầm liền quỳ xuống, ngay cả kêu khóc khí lực cũng không có, khí tức hư nhược nói rằng, Giang lão bản, ta biết sai rồi. Tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám. Nữa hãm hại thực tiệm thuốc rồi. Giang Sách rồi mới từ bên trong đi ra, nhìn trước mắt gần như sắp cũng bị hành hạ chết Đỗ Chính, lạnh lùng nói rằng, khi ngươi ác ý hãm hại người khác thời điểm. Có nghĩ tới hay không người khác cảm thụ. Bị ngươi hại cửa nát nhà tan. Không dưới 30 người, trên tay của ngươi, tội ác chồng chất. Điểm này không sai. Nhiều năm như vậy, làm vẽ thượng tập đoàn truyền thông đưa tin, Đỗ Chính không có sợ hãi, lợi dụng trong tay bút, ý hãm hại người khác. Đó đã không phải là thông thường bút, nhất định chính là phán quan trong tay phán quan bút. Có thể định nhân sinh chết,
vốn có đại quyền sanh sát. Đỗ Chính Thống khổ không chịu nổi nói rằng, Giang lão bản, ta thực sự biết lỗi rồi, chỉ cần ngài có thể buông tha ta, muốn ta làm cái gì đều nguyện ý. Thực sự nguyện ý. Thực sự. Tốt, vậy ngươi bây giờ phải đi bót cảnh sát tự thú, đem ngươi mấy năm nay phạm vào tội nói hết ra. A, à, Đỗ Chính sửng sốt, làm cho hắn đi tự thú. Là hắn mấy năm nay đã làm sự tình, đoán chừng phải ngồi chồm hổm cái 10 năm 8 năm, hơn nữa rất nhiều cũng còn dính đến vẽ thượng tập đoàn rèm pha. Giang lão bản, có thể hay không thương lượng một chút, đừng. Không có thương lượng, tự thú, hãy bỏ qua ngươi, không phải tự thú, đời này liền thói quen ở đèn tự quang dưới sông A. Nói xong, Giang Sách trực tiếp xoay người rời đi. Đỗ Chính thực sự không biết nên làm sao làm cho hắn mỗi ngày như thế sống, vậy đơn giản so với chết còn thống khổ hơn, hắn hiện tại cũng đã thần kinh mẫn cảm, lại như thế xuống phía dưới. Không ra 3 ngày, hắn phải đi tự sát. Ta, không muốn chết. Nhiều lần quấn quýt phía dưới, Đỗ Chính quyết định đi tự thú, dựa theo Giang Sách nói đi làm. Ngồi chồm hổm lao liền ngồi chồm hổm lao A, ngược lại hắn làm chuyến đi này, đã sớm làm xong ngồi chồm hổm đi vào chuẩn bị. Bất đắc dĩ, Đỗ Chính bỏ dậy, lái xe của mình tử, hướng phía bót cảnh sát phương hướng lái đi. Giang Sách làm cho hắn tự thú, hắn cũng làm được rồi tự thú chuẩn bị, thế nhưng, ở Yến Thành, không phải ngươi nghĩ làm cái gì là có thể làm gì, đặc biệt ngươi còn nắm giữ vẽ thượng tập đoàn rất nhiều rèm pha. Đang ở Đỗ Chính đi bót cảnh sát trên đường, trải qua đèn xanh đèn đỏ miệng thời điểm, đột nhiên bên cạnh lao tới một chiếc vượt đèn đỏ thổ cặn bã xe, tốc độ xe cực nhanh, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đụng vào Đỗ Chính trên xe. Đỗ Chính vốn là tinh thần uể oải không phấn chấn, cộng thêm thổ cặn bã xe tốc độ thật nhanh, căn bản là né tránh không kịp. Bịch một tiếng vang thật lớn, hai chiếc xe đụng phải. Nói đúng ra, là Đỗ Chính xe bị thổ cặn bã xe cho nghiền ép, Đỗ Chính chết tại chỗ. Hiện trường, một mảnh hỗn độn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.